Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Trùng sinh cao môn đích nữ Của tác giả Tần Giảng Phần 25 Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Âu Đương tức chú ý đến sắc mặt trắng bệch của biểu tỷ hắn phát hiện bên đường có một nhà cỏ, lập tức bảo mọi người nghỉ ngơi một lát. Hạ Lan đồ mang ngựa dắt tới ven đường để bọn chúng ăn cỏ, sau đó dẫn mọi người vào nghỉ ngơi. Chỗ này là nơi nông dân phụ cận dựng lên để thay phiên nhau trong coi hoa màu. Hạ Lan đồ tìm trong chốc lát, cuối cùng cũng tìm được mấy hũ ngói. Bên trong có một ít gạo trắng cùng dưa muối. Âu Dương Noãn cầm lấy túi nước đổ đầy nước trong, sau đó lại cùng Hồng Ngọc ra bên ngoài tìm một ít củi nhưng quay lại nhà cỏ lại đều có chút quẩn bách, bởi vì nơi này không có người biết nhóm lửa. Ngay cả Hồng Ngọc dù là nô tỳ nhưng từ nhỏ lớn lên bên cạnh tiểu thư, cuộc sống hàng ngày so với nữ tử nhà bình thường còn thoải mái hơn, làm sao phải đụng tay vào chuyện bếp nút. Hồng Ngọc vừa muốn thử, Hạ Lan Đồ đã lấy nồi đặt lên bếp, đánh lửa sau đó đổ nước vào nồi, bắt đầu nấu cháo. Âu Dương Noãn ngồi xuống bên cạnh, nhìn Hạ Lan Đồ thuần thục nhóm lửa nấu cháo càng nhìn càng thấy kỳ quái, người này võ nghệ cao cường, thân phận thần bí, ngay cả việc bếp nút cũng không làm khó được hắn. Lại có giao hảo với tiếu trọng hoa, hắn đến tục cùng là người như thế nào? Hạ Lan Đồ cảm nhận được sau lưng như có mũi nhọn liền quay đầu lại. Vừa vặn thấy Âu Dương Noãn hai mắt sáng ngời đang mỉm cười nhìn mình. Hắn sửng sốt, lập tức cũng nở một nụ cười nhạt nhẽo. Sau đó lại quay lại nhấc cái vung lên, lập tức mùi thơm liền tràn ra. Bọn họ bất chấp mọi thứ, dùng chén bát thô bẩn mút cháo, lại lấy dưa mặn, miễn cưỡng dùng bữa. Ăn xong, Âu Dương Noãn nhìn Hạ Lan đồ liếc mắt một cái, chủ động mở miệng cùng hắn nói chuyện. Bọn họ cùng xông qua quan tạp, cùng bị đuổi giết, lại trong hỗn loạn cùng ngồi ăn một chỗ nhưng vẫn chưa nói với nhau mấy câu. Ai cũng mơ hồ không rõ, Lâm Nguyên Hinh tận lực không nói hoặc nói ít, Âu Dương Noãn nói chuyện cũng rất cẩn thận. Ngay khi Âu Dương Noãn muốn tìm hiểu thân phận đối phương, Hạ Lan Đồ đã nhìn được hết thảy. Hắn khẽ cười nói, khó trách mọi người đều nói Vĩnh An quận chúa cẩn thận. Nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có ác ý. Gia mặt Lâm Nguyên Hinh vốn mỏng, nghe hắn nói như thế liền thật sự có chút trách Âu Dương Noãn đa tâm. Dù sao hắn cũng là người đã cứu mạng bọn họ, sao có thể hiểu lầm hắn chứ? Nhưng Âu Dương Noãn lại hoàn toàn như không cảm nhận được. Trên mặt vẫn bình thản ung dung cùng Hạ Lan Đồ nói chuyện. Hắn đúng là đã cứu bọn nàng, nhưng vẫn giữ kín thân phận, chỉ là lai lịch xuất thân, có gì không thể nói. Hạ Lan Đồ không khỏi có điểm bội phục vị nữ tử này. Một thiên kim khuê các nếu gặp phải chuyện sinh tử này, sẽ như Lâm Nguyên Hinh sợ hãi Âu Lo mới đúng. Còn bình tĩnh như Âu Dương Noãn đây, thậm chí đôi lúc còn có chút lãnh khốc trong ánh mắt đẹp để kia luôn bất giác mang theo sự xem xét kỹ lưỡng đúng là vẫn lần đầu thấy. Cũng khó trách Âu Dương Noãn hoài nghi hắn dù sao trong kinh đô chưa từng có người nhắc đến một người nào là hạ lan công tử hắn giống như người từ trên trời đột nhiên rơi xuống lại bất ngờ vươn tay tương trợ đúng là khiến lòng người bất an giữa trưa bọn họ đến trấn bình gia kỳ thật cũng không tính là trấn gì chẳng qua chỉ là một thôn nhỏ một bên dựa núi một bên là đường đi vào kinh đô trong thôn nhà không ít nhưng từ khi kinh đô xảy ra biến động các nơi liền xuất hiện không ít đạo phỉ tác loạn càng vào sâu một chút những gia tộc quyền thế đều đóng kín cửa nhà bình thường cũng không chịu cho người không có lai lịch rõ ràng như bọn họ ở mặt khác bọn họ lại nhiều người nhà nào chịu cũng không thể chứa hết may mắn thay sau thôn có một ngôi miếu bị bỏ hoang lâm nguyên hình thân thể suy yếu sơn cúc cùng đào thiên lần lượt đều đã chết chỉ còn lại nha đầu hồng ngọc hồng ngọc việc trong việc ngoài đều phải chăm sóc bọn họ hồng ngọc đun nước ấm mang cho bọn người âu dương tước bên ngoài âu dương noãn tự mình lấy một chậu nước ấm mang đến cho lâm nguyên hinh lau mặt lâm nguyên hinh tuy rằng yếu đuối nhưng cũng là người hiểu chuyện dù khổ dù mệt cũng cắn răng không than nửa tiếng điểm này ngay cả âu dương noãn cũng rất ngạc nhiên một lát sau hồng ngọc đột nhiên chạy vọt vào sắc mặt hoảng loạn tiểu thư không hay rồi hạ lan công tử hôn mê rồi âu dương noãn sửng sốt nhanh chóng đứng lên bước ra ngoài Âu Dương Tước đang ở bên cạnh Hạ Lan Đồ, thấy Âu Dương Noãn đi ra, trong thanh âm có một tia run run khó kiềm chế, tỷ tỷ, hắn bị thương. Âu Dương Noãn ngồi xuống, đẩy đẩy Hạ Lan Đồ. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Nàng kêu thế nào hắn cũng không có phản ứng. Âu Dương Noãn cúi đầu nhìn vết thương, bất giác hoảng sợ. Lúc ấy mũi tên bắn từ phía sau hắn, xuyên qua thân thể. Mũi tên xuyên qua xương quai xanh, hắn lại lặng lẽ tự rút tên ra, còn dùng mảnh vải gắt gao bịt chặt vết thương. Lúc này, không thể chịu được nữa nên hắn đã ngất đi. Bởi vì trên người Âu Dương Tước cũng đều là máu nên vừa rồi Âu Dương Noãn còn tưởng rằng máu trên người hắn chẳng qua đều là máu của người khác bắn vào. Nàng chưa bao giờ gặp qua vết thương đáng sợ như vậy, càng đáng sợ hơn là người này sớm đã bị thương nhưng lại chịu đựng không nói ra. Lúc ấy trời rất tối, bọn họ chỉ lo chạy, nàng thế nhưng lại sơ ý, không hề phát giác. Âu Dương Noãn nhắm mắt, sinh mệnh của nàng hiển nhiên là do người trước mắt này dùng sinh mệnh của mình để giữ lấy. vết thương kia vẫn không ngừng chảy máu, làm sao cũng không ngừng. Nơi này lại hoang vu, biết đi đâu tìm đại phu? Chỉ sợ có tìm được đại phu, người cũng đã chết. Nghĩ đến từ chết, trong lòng Âu Dương Noãn trầm xuống, nếu hắn thật sự chết thì phải làm sao? Không. Nàng nhất quyết không để hắn chết nơi này chỉ là thôn nhỏ, không có bệnh xá. Chúng ta đến một trấn lớn hơn tìm. Âu Dương Noãn cắn răng nói. Đúng vậy. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của Lâm Nguyên Hinh. Thanh âm dị thương ôn nhu, lại thập phần kiên định, ta không sao. Hạ Lan công tử là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Nếu chúng ta mặc kệ hắn bị thương, còn có thể làm người sao? Âu Dương Noãn trầm ngâm dây lát rồi nói, được rồi vậy chúng ta liền xuất phát đến thôn trấn tìm đại phu cũng nhân tiện xem cho biểu tỷ một chút xe ngựa lại tiếp tục đi về phía trước thẳng đến trạng vạn mới đến được một thôn trấn mọi người lập tức hỏi y quán nổi tiếng nhất đại phu kia cũng có chút năng lực rất nhanh chẩn đoán thương thế cũng nhanh chóng băng bó cho hạ lan đồ sau đó nói cũng may đưa đến kịp nếu không không chết cũng để lại di chứng đại phu lại xem cho lâm nguyên hinh nói nàng chỉ bị kinh hách cả mẹ và đứa nhỏ trong bụng đều không sao. Lúc này Âu Dương Noãn mới yên lòng. Đại phu kê đơn cho Hạ Lan đồ, dược đồng nhanh chóng mang thuốc đến. Âu Dương tước đa tạ, muốn đỡ người đi nhưng lại bị dược đồng ngăn cản. Dược đồng kia vươn tay hướng hắn vẫy vẫy. Âu Dương tức sửng sốt, cái gì? Dược đồng kia nhếch môi, ngươi là hồ đồ thật hay vẫn là giả vờ? Tiền A. Âu Dương tức sửng sốt, lúc này mới nhớ xem bệnh phải trả tiền mỗi lần hắn xuất phủ bên người đều tiền hô hậu ủng trên người làm gì phải mang ngân lượng lúc trước cũng đi vội vàng qua loa ngay cả kiện giá cũng không mang theo dược đồng kia thấy tình hình không tốt liền kêu lên sư phụ những người này ăn mặc đẹp để quý giá như vậy nhưng cũng vào đây mà không có ngân lượng a à. âu dương tước nghe xong vừa vội vừa giận chỉ là trên người ta không mang theo tiền Chờ ta về tự nhiên sẽ có người mang đến trả cho ngươi." Dược Đồng kia cười lạnh, "Muốn quỵt sao?" Đại phu vốn đã vào phòng trong, nghe thấy tiếng cãi cọ liền đi tới nói, "Thôi, trả thuốc lại đây." Dược Đồng kia nghe liền muốn bước qua. Âu Dương Tước vội vàng nắm chặt, Dược Đồng cũng không buông tha. Hồng Ngọc vội vàng tìm trên người, nhưng chỉ tìm được ít bạc vụn, "Cái này cho ngươi." Dược Đồng cầm lấy bạc, điềm nhiên nói, "Chừng này chỉ đủ xem bệnh." vậy lấy cái này làm dược phí. Âu Dương Noãn rút cây trâm trên đầu xuống, đặt lên bàn, đủ chưa? Đại phu kia cũng gặp không ít người, thấy trên trâm được khảm một viên ngọc bích, sặc sỡ lóa mắt. Trong lòng liền biết là thứ có giá, nhanh chóng bảo dược đồng buông tay ra. Âu Dương tước nhìn bọn họ chầm chầm, cây trâm này hiện tại chúng ta tạm thời để đây. Chờ chúng ta quay lại sẽ trả tiền, các ngươi không được bán. Đại phu vội vàng cầm lấy cây trâm, cười nói, được. Được." Âu Dương Noãn nói, "Bảo thạch trên cây trâm này trị giá ít nhất 100 lượng. Phí chẩn bệnh cùng dược phí chắc sẽ không vượt qua 5 lượng. Người trái lại còn phải trả lại cho chúng ta 95 lượng. Nhưng chúng ta xuất môn, cũng xem như chịu sự giúp đỡ của ngài. Ngài không cần đưa 95 lượng, chỉ cần đưa chúng ta 92 lượng là được rồi." Đại phu kia vô lại nói, "Trên người ta không có sẵn bạc." Âu Dương Noãn cười lạnh, "Nếu đã như vậy, Tước Nhi, để đi tìm một gian hiệu cầm đồ, đem cây trâm này định giá xem được bao nhiêu." Âu Dương Tước nhanh chóng đáp lời, sau đó muốn lấy lại cây trâm. Đại phu kia vội vàng hướng mắt liếc nhìn dược đồng, hắn nhanh chóng lấy bạc ra, "Được rồi, ta đưa cho các ngươi là được chứ gì." Âu Dương noãn thản nhiên nói, "Tước Nhi, cầm lấy." Bọn họ hành tẩu không quen, trên cây trâm này lại là bảo thạch quá mức quý báu. Nếu tùy tiện tìm một tiệm cầm đồ, gặp được hành gia ngược lại sẽ dễ dàng để lộ dấu vết. Không bằng đổi cho người khác ngược lại rất tiện. Đại phu này là người tham lam, cũng sẽ không dễ dàng lan truyền cho mọi người biết. Như vậy tương đối an toàn hơn một chút. Có ngân lượng bọn họ liền tìm một khách điếm nho nhỏ. Dưới lầu, Âu Dương Tước đang hỏi thăm tiểu nhị, chốc lát đã trở lại phòng, tỷ tỷ bọn họ nói hôm nay đã có một toán binh lính lục soát qua. Không biết là đang tìm người nào. Âu Dương Noãn sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Tốc độ của truy binh sẽ không nhanh như vậy. Trừ phi, bọn họ đang truy kích một mục tiêu khác, là Thái Tử. Hay là Tiếu Trọng Hoa. gian khách này cũng không tệ, vì muốn cho Hạ Lan Đồ được nghỉ ngơi tốt bọn họ đã muốn một gian phòng thượng đẳng. Tuy gọi là phòng thượng đẳng, kỳ thật cũng là một tứ hợp viện nho nhỏ. Phòng giữa để cho khách nhân ở, bên cạnh còn có hai gian phòng để tùy tùng của khách nhân ở xe ngựa để ở phía sau viện. Âu Dương Noãn để nhà giữa cho Lâm Nguyên Hinh, còn nàng cùng Hồng Ngọc ở nhà kề. Một gian khác là Âu Dương Tước cùng Hạ Lan Đồ. Âu Dương Tước mang ngựa ra chuồng, Hồng Ngọc dìu Lâm Nguyên Hinh đi nghỉ ngơi. Âu Dương Noãn gọi một gã sai vặt trong viện lại nhẹ nhàng hỏi, ở đây có chỗ sắc thuốc không? Gã sai vặt kia lập tức nói, có, để ta thay tiểu thư đi nấu. Không cần, để ta tự làm. Âu Dương Noãn ôn hòa kiên trì, ngươi thay ta đem ấm thuốc đến là được. Tuy rằng chạy một đêm ngoài đường nhưng cũng không chút nào hao tổn bề ngoài xinh đẹp của Âu Dương Noãn. Hơn nữa nàng có thói quen nói chuyện nhỏ nhẹ, cùng với những nữ tử khác mà gã sai vặt gặp qua khí chất khác hẳn. Nàng rất hòa khí đưa ra thỉnh cầu với gã sai vặt kia khiến hắn nhất thời đỏ mặt, nhanh chóng chạy đi. Âu Dương Noãn xoay người vào phòng, nàng rót một ly trà nóng, để trong bồn nước lạnh một lát cảm nhận độ ấm rồi mới đi đến bên giường thật cẩn thận nâng hạ lan đồ dậy chậm rãi giúp hắn uống trà uống trà xong hạ lan đồ lúc này đã có chút thanh tĩnh hắn thở vào một hơi dài cảm thấy thoải mái hơn thanh âm cũng rõ ràng hơn cảm ơn người phải nói cảm ơn phải là bọn ta mới đúng nếu không có ngươi ta cùng biểu tỷ sớm đã chết trong tay tần vương âu dương loãng cười nàng đột nhiên cảm thấy kỳ thật Hạ Lan Đồ là loại người nào đều đã không còn quan trọng. Hắn dù chết cũng giữ lời hứa, dĩ nhiên không phải người ác. Nay cho nàng đối với lai lịch của hắn vẫn còn tò mò nhưng sẽ không điều tra nữa, trừ phi là chính hắn muốn nói. Lúc này, gã sai vặt đã cầm ấm sắc thuốc quay lại. Hồng Ngọc đẩy cửa tiến vào, thật cẩn thận ở bên tường đốt lò. Dùng gỗ vụn bắt lửa, lại lấy một ít than khối, lửa nhanh chóng hừng hực cháy lên. Hồng Ngọc mở gói thuốc, đổ vào ấm, lấy cái chén nhỏ đổ nước vào. Sau đó liền ngồi chờ bên cạnh. Ánh mặt trời sau chính ngọ đã chiếu vàng toàn bộ sân, mây mù cũng đã tan hết, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh. Một đám mây trắng nhàn nhã lượn lờ, những chuyện hung hiểm phát sinh vừa rồi chỉ giống như một ác mộng, sớm đã biến mất vô tung. Âu Dương Ngoãn ngồi trước cửa sổ, từ trong ấm ngửi vị thuốc, không khỏi lại nhớ đến cuộc sống ở Kinh Đô. Nay khi mọi chuyện đã đổi, có rất nhiều chuyện phát sinh, vinh hoa phú quý trong lòng nàng chỉ tựa như mây khói, dần dần tan vào tứ phía, biến mất không thấy. Chỉ là nàng vẫn còn lo lắng cho an nguy của những người trong kinh đô, ngoại tổ mẫu, đại công chúa, đại cửu mẫu cùng đại biểu ca. Tần vương mưu phản, đại công chúa nhất định sẽ không bàn quan đứng nhìn. Một khi song phương đối địch, đại công chúa nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Qua một hồi lâu, Hồng Ngọc đã nấu xong thuốc. Lúc này Âu Dương Noãn mới hồi phục lại tinh thần. Hai người cố gắng nâng Hạ Lan Đồ dậy, giúp hắn uống thuốc. Hạ Lan Đồ ngửi thấy mùi hương tản mát trên người Âu Dương Noãn, trong lòng phản phất có chút ấm lòng. Hắn vốn không nghĩ rằng thiên kim quý tộc như Âu Dương Noãn cũng có khả năng hạ mình tới chăm sóc người khác như vậy. Nhìn ánh mắt trời tà tà ngoài cửa sổ, hắn bỗng nhiên thất kinh, nhưng tiện nói, các ngươi còn chưa dùng bữa, mau đi ăn đi. Không cần lo cho ta, không sao. Thời điểm này, bất chấp chuyện nam nữ cùng phòng, Âu Dương Noãn cũng không hề giả bộ, vương tay dò xét độ ấm trên đầu hắn. Cảm thấy vẫn nóng trễ liền lo lắng, ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, sao lại không chịu nói với bọn ta? Hạ Lan đồ bật cười, ta không giấu các ngươi. Ta vốn cũng nghĩ nó không nghiêm trọng. Ngươi cũng không phải thần tiên, sao có thể không nghiêm trọng? Âu Dương Noãn cũng cười, liền để hắn nằm xuống, ôm nhu nói, ta sẽ bảo người mang cháo hầm đến cho ngươi, ngươi cũng ăn một chút đi. Được. Hạ Lan đồ gật gật đầu. Có người chăm sóc, loại cảm giác này thật là thoải mái. Hắn tạm thời có thể buông bỏ trách nhiệm, không cần lại vì chính mình cùng quan tâm đến người khác. Tiếu Trọng Hoa nói không sai, bất luận kẻ nào tiếp xúc với Âu Dương Noãn cũng đều sẽ thích nàng. Bởi vì ngươi sẽ không có cách nào chán ghét một người ôn nhu dịu dàng, nữ tử sẽ vì người khác mà suy nghĩ, tâm tư như vậy, giống như là đã hữu hảo nhiều năm, ôn hòa mà tự nhiên. Lúc Hạ Lan đồ ngủ, Âu Dương Noãn liền đi làm bạn với Lâm Nguyên Hinh. Hai người ngồi trong sân, nhìn chú chim nhỏ trước mặt không ngừng nhảy nhót. Xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng nhạc trong nhạc phường, không ai đề cập tới những hung hiểm đã từng phát sinh. Lâm Nguyên Hinh thấy sắc mặt Âu Dương Noãn bình tĩnh, tươi cười vẫn như thường, trong lòng cũng hiểu được. Âu Dương Noãn kiệt lực vì nàng mà tạo một hoàn cảnh tĩnh dưỡng thoải mái, muội ấy chính là không muốn làm mình quá mức sầu lo. Đêm đến, Âu Dương Mãn đột nhiên mơ thấy bộ dáng lúc Tiếu Thiên Diệp nhảy từ trên tường xuống. Thực thần khí cũng thực vô lại, rất không phân rõ phải trái nhưng lại cũng ôn nhu đáng yêu. Nàng thế nhưng lại cảm thấy bản thân rất vui vẻ. Dường như ngay lập tức, nàng liền bừng tỉnh. Không có Tiếu Thiên Diệp, trên mặt đất chính là ánh nến chập chờ ánh xuống. Buổi chiều, Hạ Lan Đồ từng vô ý nói qua tin tức Tiếu Thiên Diệp ngã ngựa bị thương. Nàng không ngủ lại được, nàng cảm thấy khó chịu, chỉ nửa nằm nửa ngồi trên giường. Nàng vẫn luôn cao ngạo có thể nhìn thấu lòng người nhưng nàng lại không thể nhìn rõ bản thân. Sách trời vẫn đen kịt, nàng lẳng lặng bước xuống khỏi giường, cố gắng nhẹ nhàng không kinh động đến Hồng Ngọc đang ngủ say bên nguyễn thác. Âu Dương Noãn tùy tay cầm lấy ngoại bào, không quan tâm không khí lạnh như băng ban đêm, mở cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài không khí trong đình viện tràn ngập hơi thở an tường yên tĩnh bên ngoài viện tuyết rơi trắng đầy bầu trời đều là những bông tuyết mềm mịn nhẹ bay tựa như mộng ảo vây quanh lấy nàng âu dương noãn khẽ ngẩng đầu lên cảm giác bông tuyết nhẹ nhàng vất qua mặt nàng cười nhẹ cả một đêm nàng nửa ngủ nửa mê nay không khí lạnh lẽo thấm vào đầu nàng bỗng nhiên cảm thấy cả người đều thanh tĩnh tử sinh khiết thoát giữ tử thành thuyết chấp tử chi thủ Giữ tử giai lão Đây là bài thơ kích cổ bốn của khổng tử, dịch thơ, sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện. Nắm tay đã hẹn, sánh bước đến già. Đây là giấc mộng của nàng. Bình thường nhưng đông đầy tình cảm. Là điều nàng từng khát cầu cùng Tô Ngọc lâu bên nhau đến lúc bạc đầu. Nàng thương hắn, nàng yêu hắn nhưng nàng lại không biết, trong lòng Tô Ngọc lâu, nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ. Vì nàng có lợi cho Tô Gia, hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói với nàng tin tưởng ta ta sẽ làm cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian nàng giao phó bản thân cho hắn dành hết tình cảm cho hắn nhưng chờ đợi nàng lại không phải hứa hẹn trọn đời thứ cuối cùng hắn cho nàng chỉ có sự lạnh lẽo của nước sông cùng sự tuyệt vọng đến cùng cực hiện tại tiếu thiên diệp cũng yêu nàng nhưng nàng không biết hắn sẽ đối xử với nàng thế nào trong lòng hắn hắn sẽ muốn nàng ở bên cạnh bầu bạn cả đời sau hay là nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử hắn không chiếm được cũng không phải tiếu thiên diệp yêu nàng nàng nhất định cũng phải thương hắn nàng cũng không nghĩ như vậy nhưng trong tiềm thức của nàng tự hồ như vẫn luôn chờ đợi chờ đợi tiếu thiên diệp nhìn rõ trong lòng hắn đối với nàng rốt cuộc là tình hay vẫn chỉ là ái mộ hoặc là cầu mà không thể giày vò cũng chờ đợi chính mình nhìn rõ lòng hắn nhưng trải qua đêm qua nàng so với ngày xưa càng sâu sắc ý thức được bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Hóa ra mặc kệ hắn thật lòng như thế nào, đều định sẵn lập trường đối địch. Nếu Tiếu Thiên Diệp cố chấp cưỡng cầu, có lẽ nàng Chung Quy cũng có thể ở bên cạnh hắn. Nhưng nàng, nàng sẽ muốn một kết cục bị những người yêu thương xa lánh sao? Nhân duyên do trời định, nguyệt lão xe hồng loan. Nếu tên của nàng cùng người đó nhất định ở cùng trang, tơ hồng sẽ kết ngón út của nàng cùng người nọ cùng một chỗ. Mặc kệ chân trời góc biển, ở đâu nàng cũng người nọ cũng sẽ gắn bó ngược lại mặc dù đau khổ hy vọng dụng tâm theo đuổi nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là phiền nhiễu thôi nàng mỉm cười nhìn phía chân trời tiếu thiên diệp ngươi có thể hiểu chưa thiên mệnh không thể tránh được trong phòng âu dương tức kỳ quái nhìn hạ lan đồ ngồi bên cửa sổ ánh mắt khác thường ngươi đang nhìn gì vậy không có gì hạ lan đồ thu hồi tầm mắt Ánh mắt hơi có chút mê mang, Âu Dương thiếu gia, tỷ tỷ ngươi luôn mỉm cười như vậy sao? Đúng vậy, tỷ tỷ rất ôn nhu. Theo trí nhớ của ta, tỷ tỷ đối với người ngoài đều ôn nhu như vậy. Âu Dương tước vỗ vỗ gối đầu, lại lần nữa nằm xuống. Vậy tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không khóc sao? Nàng luôn cười ôn nhu như vậy, chẳng lẽ nàng chưa từng thương tâm, chưa từng khóc sao? Âu Dương tước kinh ngạc nhìn Hạ Lan đồ cái này, nghe ngươi nhắc ta mới nhớ. Thật sự rất ít. Tính tình tỷ tỷ luôn điềm tĩnh ôn hòa, lại rất thông minh, không có chuyện gì là không giải quyết được. Ta rất ít khi thấy tỷ ấy khóc, cho dù có chuyện không vui cũng chỉ cười một cái liền qua đi. Không đúng. Hạ Lan đồ lắc lắc đầu. Âu Dương Noãn tuyệt đối không phải là người như thế. Nàng sẽ có lúc thương tâm, sẽ khổ sở, sẽ rơi lệ. Chỉ là nước mắt của nàng rơi trong lòng, giữ lại chỗ mà người khác không nhìn thấy được mọi người đều nghĩ nàng kiên cường rất ôn nhu lại rộng rãi nhưng trên thực tế nàng cái gì cũng không nói đều giữ hết trong lòng hạ lan đồ lại nhìn âu dương noãn nàng đúng là rất đẹp nhưng mà nét đẹp này cũng không phải dung mạo của nàng mà là đẹp ở sự bình tĩnh nghiêm nghị bất khuất nhu tình như nước cũng là cái đẹp ở sự thông minh như cành mai trong tuyết hoa mai trong suốt chính là nụ cười kia bất quá chỉ là mặt nạ của nàng nàng thật sự là người ôn nhu nhưng cũng là người khiến người ta tiếc hận vì sao rốt cuộc là vì sao vì sao luôn muốn đem tâm sự che giấu như vậy vì sao lại thích làm một người gánh hết bi thương vì sao có một số người cho dù quen thuộc cả đời cũng không thể lý giải được lại có người mặc dù chỉ mới quen biết một ngày cũng có thể mang đến cảm giác như bằng hữu đã lâu Hiện tại, hắn đối với Âu Dương Noãn chính là cảm giác như vậy. Hắn suy nghĩ rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Âu Dương Tước không phát giác, bởi vì ba ngày quá mệt mỏi nên hắn đã ngủ thiếp đi. Từ sau lưng, thanh âm của Hạ Lan Đồ truyền đến, trời lạnh, mời Âu Dương tiểu thư trở về nghỉ ngơi. Âu Dương Noãn không có quay đầu, nhẹ giọng nói, "Ngươi ở đây từ lúc nãy?" Hạ Lan Đồ kinh ngạc nói, "Tiểu thư đã sớm thấy ta." Âu Dương Noãn nhìn bông tuyết nói, không, là nghe thấy. Ở đây yên tĩnh như vậy, có thể nghe thấy tiếng thở của lạc tuyết, huống chi là tiếng bước chân của công tử. Chỉ là thân mình công tử còn chưa khỏe hẳn, không nên ra đây. Hạ Lan Đồ cười cười, tươi cười phong thanh tế nguyệt, luôn nằm trong phòng không khỏi có chút bức bí. Sao Âu Dương Tiểu Thư còn chưa nghĩ? Âu Dương Noãn vẫn không rời mắt khỏi những bông tuyết trắng mịn, trầm mặt. Hạ Lan Đồ theo tầm mắt nàng nhìn vào không trung, chậm rãi nói, tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ. Người quá thông minh tất sẽ tự hại mình, người có tình cảm quá sâu nặng sẽ không sống được lâu. Âu Dương Tiểu Thư là người thông minh, chắc sẽ rõ đạo lý này hơn ta. Âu Dương Noãn khiếp sợ nhìn Hạ Lan Đồ, hắn lại mỉm cười, tiếp tục nói, buổi chiều ta vô tình nhắc đến chuyện của Tần Vương Thế Tử, sắc mặt Âu Dương Tiểu Thư liền thay đổi. Dù là trong thời khắc hung hiểm, ta đều chưa từng thấy Tiểu Thư biến sắc có thể thấy được hắn có vị trí đặc biệt trong lòng tiểu thư. Hạ Lan công tử muốn nói gì? Âu Dương Noãn nghiêm túc nhìn Hạ Lan đồ. Âu Dương tiểu thư, cuộc đời vốn đã mất đi một nửa, cả đời tìm tìm kiếm kiếm, là vì muốn tìm được một nửa khác. Có người tìm đúng rồi, cho nên đối mặt với tình quan này sẽ làm theo lý tính. Có người tìm, không biết có đúng hay không, loay hoay do dự. Cho nên đối mặt với tình quan liền mất đi tư sái ngày trước. Tiểu thư tuy rằng không nói gì nhưng ta biết đó là phiền não chuyện tình cảm, có phải không? Âu Dương Noãn nhìn đối phương, trên mặt lộ vẻ bất ngờ, chậm rãi nói, Hạ Lan công tử, những điều ngươi nói ta đều biết. Chỉ là không tự chủ được mà sẽ nghĩ tới. Hạ Lan đồ gật đầu cười cười, người càng để ý, liền càng không được tự nhiên. Mở lòng ra một chút, mới có thể được vừa ý. Âu Dương Noãn ngẩn người, chợt nở nụ cười, hạ lan công tử là người tiêu sái lại sâu sắc nhưng những người khác chưa chắc có thể làm được như công tử tươi cười của hạ lan đồ lại càng sâu tiểu thư là nghĩa nữ của đại công chúa nhưng có một số chuyện chưa chắc tiểu thư đã biết hạ lan đồ hít sâu một hơi rồi nói tiếp từng có một người trong lúc vô ý nhìn thấy đại công chúa từ đó về sau liền thần hồn điên huống không thể tự thoát ra được âu dương loãng nhướng mày hạ lan đồ liền cười cười hắn mai danh ẩn tích vứt bỏ thân phận cam tâm tình nguyện làm người thấp kém. Năm đó là khi đại công chúa còn chưa xuất giá, hắn liền làm thị vệ trong phủ công chúa, là hộ gia viện công chúa. Hạ Lan Đồ nhìn những bông tuyết nhảy múa trong không trung, dường như đang kể một câu chuyện xưa, khi công chúa đến Trần Gia, hắn liền làm thị vệ thống lãnh đi theo. Hắn nói hắn không có sở cầu nào khác, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy công chúa liền đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn sợ tiết lộ thân phận, bình thường rất ít khi nói đại công chúa lại chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của hắn. Hạ Lan Đồ có chút tiếc hận lại như có chút tự dẻo, qua rất nhiều năm, những lời giữa hai người nói với nhau chẳng qua chỉ là chủ tử phân phó nô tài làm việc mà thôi. Vì những phân phó nhỏ bé không đáng kể đó, hắn đã ở trong phủ công chúa hơn 20 năm. Âu Dương Noãn khó nén chấn động, nói, thiên hạ còn có người si tình như vậy sao? Hạ Lan Đồ nở nụ cười, ta cũng từng hỏi qua hắn, Hắn lại nói trong cuộc sống điều không thể cưỡng cầu chính là tình cảm. Có thể gặp được đại công chúa đã là chuyện may mắn, cũng không nhất định phải nên duyên phu thê. Cả đời hắn được nhìn thấy đại công chúa, cùng nàng nói chuyện đã là phúc phận lớn rồi. Âu Dương ngoảnh nghĩ hắn chỉ đang nói đùa. Nhưng ánh mắt hắn lại rất nghiêm túc, chứng minh chuyện này không phải do hắn biên tạo. Nàng thấp giọng nói, yêu một người tự nhiên muốn được đáp lại. Trên đời này thật sự tồn tại người không cần sao? Đương nhiên tồn tại. Hắn chính là người năm đó được gọi là Võ Thánh Nhân, Quách Sa Thông. Chúng ta là bạn Vong Niên. Hạ Lan đồ mỉm cười. Vong Niên, bạn bè không phân biệt tuổi tác, ở đây ý nói là một già một trẻ làm bạn với nhau. Vừa rồi ngươi nói là thị vệ thống lãnh. Hắn chính là thị vệ ngoại lĩnh bên người mẫu thân. Âu Dương Noãn rất nhanh liền tỉnh ngộ, điều này sao có thể? vì sao không thể nếu ngươi thích một người sẽ muốn làm cho người đó vui vẻ là vì người đó mà không phải vì bản thân ngươi nếu người đó muốn ở bên cạnh ai ngươi sẽ trăm phương ngàn kế giúp người đó hoàn thành tâm nguyện tựa như quách xa thông đối với công chúa si tình mà hai mươi năm cam tâm tình nguyện làm một hạ nhân trên đời này đúng là có tồn tại tình yêu vô tư này cũng không có gì kỳ quái âu dương loãng nâng mắt lên nhìn hạ lan đồ ánh mắt hơi hoang mang ta không rõ hạ lan đồ thản nhiên nói thế nhân sở dĩ thống khổ vì cầu mà không thể có đó là vì đối với người trong lòng có yêu cầu ngươi hy vọng người đó sẽ đối xử với ngươi như cách ngươi đối xử với họ cho dù ngươi không có ngươi cũng không thể nhìn thấy người đó đem tình yêu của hắn quan tâm của hắn đặt vào người khác nhìn thấy người mình thích vui vẻ hạnh phúc không phải như vậy là đã đủ rồi sao vì sao còn phải cầu nhiều hơn đúng vậy nhìn thấy người mình thích vui vẻ không phải như vậy đã đủ rồi sao? Vì sao còn phải cưỡng cầu? Âu Dương Noãn im lặng, Chung Quy vẫn chỉ thở dài một hơi. Chuyên trên đời này đều như thế, không riêng gì tình cảm, trong đó cũng bao gồm cả cừu hận. Cả đời này nàng hận nhất là Lâm Thị cùng Âu Dương Khả, bọn họ đều đã bị báo ứng, cần gì phải mang cừu hận canh cánh mãi trong lòng. Tô Ngọc Lâu Bạc Tình cũng đã là chuyện quá khứ. Nay hắn đã không còn khả năng làm tổn thương đến nàng, nàng cũng nên mang những oán hận với hắn buông bỏ nghĩ đến đây âu dương noãn không tự chủ được mà nhìn hạ lan đồ khẽ cười hạ lan công tử nói đúng ta tin một ngày nào đó cái gì cũng đều có thể buông bỏ mọi chuyện trên đời này thật kỳ diệu tiếu thiên diệp yêu âu dương noãn nhưng lại không hiểu hạ lan đồ không thương nàng nhưng lại có thể đối với nàng sinh ra một loại lý giải kỳ diệu sau khi hạ lan đồ trở về phòng âu dương noãn cảm thấy trên mặt có chút nóng lên lại ngồi thêm chốc lát, chẳng mấy chốc mà sắp đến hừng đông. Hồng Ngọc đi ra nhìn thấy liền ối lên một tiếng, nói, đại tiểu thư, ngài làm sao vậy? Trời lạnh như vậy, sao lại ngồi đây? Âu Dương Mãn thế này mới cảm thấy trong ngực lạnh lẽo, tay chân đã sớm đông cứng liền nói, ta thấy trời đầy bông tuyết, nhất thời liền nổi hứng. Hồng Ngọc nói, tiểu thư mau vào phòng làm ấm đi. Âu Dương Mãn gật gật đầu, cùng Hồng Ngọc trở lại phòng. Ngồi cạnh chậu than sưởi ấm một lát mới cảm thấy có cảm giác trở lại. Trong chậu than lửa cháy tí tách, từng đống từng đống đỏ rồi dần hóa thành tro. Hồng Ngọc dùng cây trâm gạt bất đèn, nghe tiếng gió thê lãnh ngoài cửa, gió càng thổi càng lớn liền thất giọng nói, "Tiểu thư, trời sắp sáng rồi. Ngài mau lên giường nghỉ ngơi một lát. Ngày mai chúng ta còn phải khởi hành." Âu Dương noãn nằm lại lên giường, nhưng ngủ cũng không ổn. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tiếng gió rít gào như tiếng nước nở bên tai. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tinh thần liền có chút không phấn chấn, gắn gượng ăn điểm tâm. Hồng Ngọc liền hỏi, tiểu thư, ngài có phải bị nhiễm phong hàng hay không? Có phải trong người không thoải mái? Lâm Nguyên Hinh cũng lo lắng nhìn lại. Âu Dương noãn sợ Lâm Nguyên Hinh lo lắng nên nhanh chóng nói, nha đầu này, ta nào có yếu ớt như vậy? Lát nữa uống chén canh gừng, tan hàng khí liền tốt lên thôi nhưng đến lúc Hồng Ngọc thu dọn hành lý, Âu Dương Noãn lại nóng lên. Lâm Nguyên Hình thấy mặt nàng đỏ rực, nhanh chóng đi tới nắm tay nàng, thở hắt một hơi nói, sao người lại nóng như vậy? Ta vừa rồi thấy sắc mặt muội không tốt, muội còn không chịu thừa nhận. Nhanh nằm nghỉ một chút đi. Âu Dương Noãn vẫn cậy mạnh chống đỡ, biểu tỷ không cần lo lắng, ta không sao. Âu Dương tước bước nhanh tới, nâng nàng lên, tỷ tỷ, những người đó còn không có đuổi theo tỷ mau nằm nghỉ một lát đi. Không còn cách nào khác, Âu Dương Noãn lại nằm lên giường. Lát sau liền mê mang ngủ. Không biết qua bao lâu, người nàng lại càng nóng rẫy, muốn tỉnh dậy nhưng không thể nào mở mắt nổi. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện. Đại phu, tỷ tỷ của ta thế nào? Chẳng phải chỉ là phong hàng thôi sao, sao đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh? Thanh âm của đại phu có chút do dự, vị tiểu thư này có phải trước kia từng bị thương? Âu Dương Tước cùng Hồng Ngọc nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới lúc trước Âu Dương Noãn bị vương ma ma đâm bị thương. Sắc mặt không khỏi đều thay đổi, đúng vậy, nhưng chỉ là ngoại thương mà thôi. Cũng đã hồi phục rất tốt. Phải, ngoại thương kia vẫn chưa tổn hại đến gân cốt, nhưng vẫn để lại di chứng. Nhiều ngày qua lại quá mức mệt mỏi, hơn nữa còn bị kinh hách, tích tụ quá sâu. Khí mạch không lưu thông, lại thêm thân thể luôn thi nhược, lúc này liền không chống đỡ nổi ban ngày có dương khí nhìn không sao nhưng ban đêm bệnh tình chuyển biến đột ngột hiện tại ta cũng không nắm chắc nói đến đây hắn liền ngập ngừng dừng lại trong lòng âu dương tước biết không ổn liền hỏi sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao đại phu thấp giọng nói rất khó nói ta cũng sẽ làm hết sức ta kê mấy phương thuốc các ngươi đúng giờ hãy cho vị tiểu thư này dùng bằng không chuyển thành phế tật liền rất nguy hiểm hắn nói lời này lâm nguyên Hình cũng liền hiểu tình cảnh của âu dương noãn đã nguy kịch nàng đến bên giường nhìn người vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường bên tai âu dương noãn đỏ sậm bất thường hô hấp khi nhanh khi chậm khiến người ta rất lo lắng lâm nguyên Hình nắm chặt lấy tay âu dương noãn như là người đuối nước bắt được ngọn cỏ cứu mạng noãn nhi vẫn luôn là trụ cột trong lòng nàng nàng không thể mất đi người muội muội này được âu dương noãn trên giường phát ra tiếng nói nhỏ buông ra buông ra hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền trên mặt bất giác lộ ra sự thống khổ vô hạn vương tay muốn bắt lấy cái gì lâm nguyên hinh liền nắm lấy tay nàng loãng nhi mùi làm sao vậy hồng ngọc nhẹ giọng khẽ kêu đại tiểu thư đại tiểu thư cả người âu dương noãn đều đang run rẩy ngực kịch liệt phập phồng nàng đột nhiên mở to mắt thần trí dường như đã hoảng loạn cực độ nước sông rất lạnh rất lạnh toàn bộ đều là máu không Hồng Ngọc an ủi, không sao, không sao. Chỉ là ác mộng thôi. Không, không phải ác mộng. Âu Dương Noãn hoảng sợ nhìn mọi người. Lâm Nguyên Hinh kéo tay nàng, nàng lại dằn mạnh ra, trốn vào trong chăn, bộ dáng kinh hắc. Âu Dương Noãn vẫn không ngừng nói những lời vô nghĩa, mãi đến khi tin bị lực ít mới thôi. Lâm Nguyên Hinh nghe mà hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì, chờ khi an tĩnh lại thì đã là nửa đêm. Hồng Ngọc chạy ra chạy vào, đại phu không ngừng châm cứu, nấu thuốc, trường nóng. Không lâu sau, khách điếm mang hai chậu thang vào theo yêu cầu của bọn họ, khiến trong phòng càng thêm ấm áp. Hạ Lan đồ đi vào phòng, hắn liếc mắt liền thấy Âu Dương tức sắc mặt trắng bệch ngồi xuất thần. Hắn đột nhiên thất kinh, đứa nhỏ này dù sao vẫn còn nhỏ. Nhưng khi hắn nhìn bộ dáng Âu Dương tức cầm đao bảo hộ phía trước tỷ tỷ, hắn cơ hồ đã quên mất điểm này. Hôm nay nhìn lại, thiếu niên sắc bén bỗng chốc lại thất cô nghèo túng, giống như người không có tim. Hạ Lan đồ đi lên, vỗ vỗ vai Âu Dương Tước, ôn hòa nói, Âu Dương thiếu gia, đừng nóng vội. Âu Dương tiểu thư nhất định sẽ không sao. Âu Dương Tước ngẩng đầu nhìn hắn, sau một lúc lâu mới chậm rãi gật gật đầu. Hạ Lan đồ rất giỏi việc khuyên bảo người khác. Hắn đến một lát liền khuyên được Lâm Nguyên Hinh trở về nghỉ ngơi. Hắn chậm rãi nói với Âu Dương Noãn, Âu Dương tiểu thư, ta tin tiểu thư có thể nghe được lời ta nói. Ta biết tiểu thư rất mệt, nhưng những người thân của tiểu thư đều đang cần tiểu thư. Tiểu thư không thể cứ ích kỷ như vậy, muốn cứ như vậy buông bỏ tất cả. Nếu chưa lâm vào tuyệt cảnh tiểu thư đã nghĩ buông tay, vậy sao bọn họ có thể kiên trì đi tiếp? Âu Dương tức bên cạnh ngẩn ngơ một lát, hắn cúi đầu, đem mặt vùi vào hai lòng bàn tay. Trong lòng nặng như đeo đá, khiến hắn không thở nổi. Âu Dương noãn sốt cao, tuy ý thức mơ hồ nhưng vẫn nghe rõ ràng lời hạ lan đồ nói nàng dùng sức siết chặt tay buộc mình phải thanh tĩnh hạ lan đồ nói đúng tước nhi cùng biểu tỷ đều cần nàng nàng không thể ngã xuống lúc này có lẽ thuốc đại phu kê đã có tác dụng cũng có lẽ ý chí đã chiến thắng thân thể suy yếu âu dương loãng rốt cuộc cũng tốt lên khiến mấy người lâm nguyên hinh mới có thể thở ra do trận ốm này bọn họ ước chừng bị trì hoãn ở thị trấn nhỏ này ba ngày ba ngày này cũng đủ để kinh đô phát sinh nhiều biến hóa bóng đêm thâm trầm từng đợt gió bắt thê lương xuyên qua tầng vương phủ thế tử vừa trở về vương phủ liền ngã xuống lúc này bệnh cũ của hắn tới bất ngờ thế tới rào rạc ngay cả vương cung cũng kinh động thôi ma ma nuôi tiếu thiên diệp từ nhỏ sầu lo nhìn tiếu thiên diệp sắc mặt trắng bệch nằm trên giường nhẹ giọng khuyên nhủ thế tử ngài tội gì phải vậy mặc kệ là vì cái gì Ngài có thể nói với Nô tỳ A Tiếu Thiên Diệp cũng không thèm nhìn thôi ma ma Khiến bà càng thêm lo lắng Đúng lúc này Tần Vương sải bước vào phòng Mặt đầy sương hàng Hạ nhân nhanh chóng bẩm báo tình hình thế tử Trên mặt Tần Vương lập tức lộ ra biểu tình tức giận Đúng là đứa không có tiền đồ Tần Vương đến bên cạnh Tiếu Thiên Diệp Cầm lấy cổ áo hắn Mạnh mẽ kéo hắn từ trên giường dậy Tám năm trước Có người hạ độc trong đồ ăn của ngươi ngươi đã muốn chết nhưng bản thân ngươi chiến đấu với Diêm Vương lấy lại được một mạng. Ngươi nói ngươi không muốn chết, ngươi là con trai ta. Ngươi nói có chết cũng phải chết oanh liệt. Nhưng hôm nay, ngươi xem lại chính mình đi, vì một nữ nhân mà muốn biến bản thân thành bộ dạng gì nữa. Thôi ma ma quá sợ hãi, vương gia. Tần vương chỉ vào tiếu thiên diệp nói, ngươi không chịu uống thuốc phải không? Được, vậy thì đừng uống. Mau cút ra ngoài cho ta, Suy nghĩ thật kỹ, khi nào ngươi buông tha nữ nhân kia thì lại đến làm con ta. Tiếu Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nhìn Tần Vương, nửa câu cầu xin cũng không có. Đêm nay, Tần Vương ở lại viện Tiếu Thiên Diệp, muốn xem hắn đến tột cùng khi nào thì sẽ cầu xin tha thứ. Hai canh giờ sau, một cây nến nữa đã cháy hết. Nha Hoàng nhanh chóng đến thay cây mới. Gió lạnh riết cào, ánh nến khẽ lay động. Thôi ma ma cầm lấy áo choàng nhẹ nhàng hướng ra cửa. Tần Vương đột nhiên mở to mắt, ngươi làm gì vậy? Thôi ma ma run run, không dám nhìn ánh mắt sắc bén của Tần Vương. Nhỏ giọng nói, ngoài kia gió lớn như vậy, tuyết lại rơi. Thân thể điện hạ không được tốt. Tần Vương quát, không được đi. Thôi ma ma quỳ xuống van xin, vương gia, thế tử nếu bị lạnh sẽ phát bệnh. Tần Vương nghiêm mặt, ta muốn khí lạnh khiến hắn hiểu được. Bằng không hắn vẫn chưa tỉnh. Trời càng lúc càng giá buốt, Tiếu Thiên Diệp cuối cùng cũng ngất đi. Thôi ma ma nhanh chóng phái người đi mời Thái Y. Thái Y chẩn mạch cho Tiếu Thiên Diệp xong, sắc mặt ngưng trọng bẩm báo Tần Vương, bệnh cũ của Thế Tử tái phát, tâm mạch rất yếu, tình hình nguy hiểm. Thôi ma ma biến sắc, Tần Vương lại trầm mặt như nước, như là có chút bất vi sở động. Thôi ma ma không khỏi sốt ruột, nghiêm trọng lắm sao? Ngự Y nói, thân mình Thế Tử vẫn luôn điều dưỡng tốt, A kê mấy phương thang thuốc, chỉ cần đúng giờ dùng thì không có gì trở ngại Tần Vương nghe nói không có gì đáng ngại liền hừ lạnh, nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài Ngự y kỳ quái nhìn Tần Vương rồi kê đơn giao lại cho thôi ma ma Thôi ma ma tiễn bước ngự y quay đầu nhìn phương thuốc sau đó liền an bài người đi bốc thuốc Lúc này đột nhiên một bàn tay vương tới cướp lấy đơn thuốc, không thèm nhìn mà quăng qua một bên Thôi ma ma kinh ngạc nhìn người nọ đại công tử ngài làm gì vậy bệnh của thế tử không thể trì hoãn tiếu thiên đức lạnh giọng nói nó không cứu được hắn đâu từ khi tiếu thiên diệp phát bệnh bị giam lỏng tiếu thiên đức liền âm thầm cao hứng hắn đợi nhiều năm như vậy rốt cục cũng đợi được cơ hội này tần vương tự tay chặt đứt cánh tay phải tiếu thiên diệp nhốt trong phủ hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để hắn thượng vị tiếu thiên diệp bệnh càng ngày càng nặng thân thể kịch liệt run rẩy thôi ma ma cả kinh cầm lấy đơn thuốc tiếu thiên đức lại lần nữa cướp lấy nhưng thôi ma ma vẫn nắm chặt không buông thôi ma ma quỳ rạp xuống đất khóc nói đại công tử bệnh của điện hạ không thể trì hoãn nô tỳ vang cầu ngài tiếu thiên đức liếc mắt nhìn hộ vệ tên hộ vệ liền quyết tuyệt đoạt lấy đơn thuốc sau đó xé tan thành từng mảnh thôi ma ma tuyệt vọng gào khóc quỳ rạp xuống la lớn đại công tử thế tử sẽ mất mạng a à. Tiếu Thiên Đức lạnh mặt hạ lệnh, người đâu, mau khiến bà ta im lặng cho ta. Lập tức liền có người lôi Thôi Ma Ma ra ngoài. Thôi Ma Ma tuyệt vọng khóc lớn. Tiếu Thiên Diệp thân là thế tử, nhưng cả đời này của hắn sống cũng không hề dễ dàng. Tần Vương nhiều kẻ thù, bọn chúng đều đem cừu hận tính lên đầu thế tử. Thôi Ma Ma đã chăm sóc hắn từ nhỏ, nhìn thấy hắn luôn lo lắng sợ hãi, biết bao lần suýt mất mạng. Làm thế tử, Trắc phi cùng huynh trưởng lại luôn tính kế, ước gì sớm được nghe tin chẳng lành của hắn. Nay bọn họ thế nhưng lại độc ác, thừa dịp thế tử cùng tần vương phát sinh hiềm khích liền nổi lên sát ý. Hộ vệ không quan tâm kéo thôi ma ma đi, bà lo lắng khóc, tiếng khóc vang vọng khắp viện. Hộ vệ cười lạnh, tiếp tục kéo đi. Nhưng đột nhiên tên hộ vệ kia khựng lại, trước ngực bị đâm xuyên qua, hai mắt trợn to, ầm ầm ngã xuống. Tiếu thiên đức không dám tin nhìn một màn này, kinh hô thiên diệp ngươi tiếu thiên diệp sắc mặt trắng bệch thân mình lung lay sắp đổ nhưng ánh mắt lại sắc bén kinh người cút tiếu thiên đức ngẩn ra hắn từ nhỏ đã rất e ngại đệ đệ hỷ nộ vô thường này càng sợ hãi thân phận thế tử của tiếu thiên diệp hắn nghĩ đối phương nhất định sẽ chết nên mới dám làm vậy không nghĩ rằng tiếu thiên diệp thế nhưng lại có thể đứng dậy hắn nhanh chóng lấy lại phản ứng vẻ mặt quan tâm chạy nhanh đến thiên diệp ngươi có khỏe không lời còn chưa dứt hắn đã kêu thảm một tiếng ông tay phải ngã xuống đất cả người không ngừng run rẩy bọn hộ vệ kinh hoảng thất loát bọn họ trơ mắt đứng nhìn chủ tử bị chặt đứt ngón tay lại nghe tần vương thế tử lạnh lùng nói tiếp theo sẽ là đầu của ngươi bọn hộ vệ không dám tin nhìn tiếu thiên diệp nhanh chóng phản ứng chạy nhanh đến nâng tiếu thiên đức dậy đúng lúc này từ xa xa truyền đến âm thanh tần vương đến lúc tần vương đi vào Tiếu Thiên Đức liền chạy qua, thê lương nói, phụ vương, thiên diệp hắn. Hộ vệ một bên thấy hắn đau đến muốn ngất đi, cơ hồ không còn huyết sắc liền nhanh chóng bẩm báo lại mọi chuyện. Lớn mật. Tần vương nghe, hai mắt đỏ đậm, quát lớn một tiếng. Trái tim thôi ma ma như bị bóp nghẹt, lại thấy tần vương đột nhiên mạnh mẽ đá một cước vào người Tiếu Thiên Đức, ngươi là ai mà dám mạo phạm thế tử. Tiếu Thiên Đức vốn đã đau đến mặt xanh mét, lần này cả người liền bất tỉnh, Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, không phải nói thế tử đã thất thế rồi sao? Nhưng sao Tần Vương lại vẫn bảo vệ hắn như vậy? Tất cả đều cút xuống hết cho ta. Tần Vương vẫy tay, bọn hộ vệ hoảng sợ, nhanh chóng đỡ Tiếu Thiên Đức rời đi. Lúc này thôi ma ma mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy Tiếu Thiên Diệp không thể chống đỡ tiếp, lại ngất lần nữa. Tần Vương nhìn nhi tử, không thể ức chế tình cảm của mình. Hắn bước lên, sờ sờ trán Tiếu Thiên Diệp, kéo chăn che kín cổ ngồi bên giường thật lâu không nói gì mọi người cũng không ai dám phát ra tiếng động nào yên lặng nhìn hắn chăm chú thuốc được nấu xong thôi ma ma nhanh chóng bưng lên do dự bước đến đầu giường tần vương liền vươn tay để ta thôi ma ma không tin vào tai mình hắn lại nói một câu đưa thuốc cho ta thôi ma ma lúc này mới biết mình không nghe nhầm cầm chén thuốc đưa cho tần vương vị vương gia nổi tiếng tàn nhẫn này ngồi bên mép giường nhẹ nhàng múc từng muỗng chậm rãi đưa đến miệng con trai tiếu thiên diệp cũng đã tỉnh lại nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tần vương giọng điệu nhu hòa nói với tiếu thiên diệp mau uống khi còn nóng tiếu thiên diệp mở miệng uống từng thìa một thôi ma ma bị nước mắt làm mờ nhòe mau chóng quay mặt lau đi tần vương thở dài nói chẳng qua chỉ là một nữ nhân sao khiến cho ngươi phải thương tâm như vậy nhưng khi cúi đầu nhìn đôi mắt như xuân thủy của tiếu thiên diệp tự hồ trùng hợp với ánh mắt kia trong ký ức trong đôi mắt tần vương không tự chủ mà hiên lên vẻ ôn nhu ngươi cùng mẫu thân ngươi tính cách giống nhau thà chết cũng không luồn cuối đã quyết định chuyện gì thì dù có mười tuấn mã cũng không kéo lại được phụ vương khuyên cũng không được trừng phạt cũng vậy ngươi không chịu uống thuốc chẳng qua là muốn bức ta tha chết cho vĩnh an ta đáp ứng ngươi nhưng ta chỉ đáp ứng tha cho một mình vĩnh an đây là giới hạn cuối cùng của ta. Tần Vương chậm rãi đứng lên, nhìn Tiếu Thiên Diệp nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Ngươi vẫn luôn là người kiên định, ngươi nên hiểu được ý của ta. Trong mắt Tiếu Thiên Diệp hiện lên tia lãnh khốc, hắn cắn chặt răng, lạnh lùng nói, nhi thần hiểu. Một ngày sau, trong phủ thái tử tìm được hơn một ngàn binh khí. Ngự sử thượng tấu thái tử mưu nghịch, thỉnh cần hoàng đế phế thái tử tiếp theo hoàng đế hạ chỉ truy nã thái tử nhưng rất nhanh liền truyền đến tin tức thái tử đã chạy trốn hai ngày sau hoàng đế hạ chỉ phế thái tử trong cung truyền đến tin tức hoàng đế bởi vậy mà bệnh tình càng nặng thêm năm ngày sau hoàng đế đột nhiên băng hà chỉ lưu lại một di chỉ lập tần vương làm tân quân trong cung nhất thời một mảnh gió thảm mưa sầu hoàng hậu biết được tin tức này như bị sét đánh suy sụp ngã ngồi trên ghế nửa ngày không nói ra lời tần vương quỳ gối trước mặt hoàng hậu đấm ngực khóc nói tuy sớm biết sẽ có kết quả như vậy nhưng khi nó thật sự xảy ra vẫn khiến người ta không đành lòng tin ban đầu thân mình phụ hoàng vẫn còn rất tốt nhưng mấy ngày nay trong triều đình nhiều chuyện xảy ra không phải giặc thì cũng là họa tiếp theo thái tử lại mưu nghịch phụ hoàng kiệt lực lo lắng ăn không ngon ngủ không yên ta đúng là vô năng nếu có thể sớm vì phụ hoàng phân ưu cũng sẽ không đến mức như vậy hoàng hậu cố nén bi thống lạnh lùng nhìn tần vương thân mình bệ hạ vẫn luôn kiện khang đang êm đẹp đột nhiên bảo bị bệnh ngay cả ta cũng không gặp hiện tại đột nhiên lại băng hà ta thật sự muốn biết hoàng thượng là bị bệnh gì từ quý phi che đi ý cười lạnh bên môi hoàng hậu nương nương bệnh tình của bệ hạ đã được thái y viện hội chẩn nếu ngài không tin có thể đi hỏi ngự y sao phải khó xử tần vương nói xong nhìn tần vương nói điện hạ hoàng thượng đã băng hà hiện tại khóc than cũng không ít gì. Bệ hạ đi rồi, gánh nặng như vậy đè xuống, có bao nhiêu chuyện còn chờ thái tử. Ngươi sao có thể rối loạn chứ? Hoàng hậu lạnh lùng nhìn đôi mẫu tử kẻ sướng người họa này. Thái tử bị bắt trời kinh, tần vương nắm trong tay hết thảy. Hiện tại bà không thể nói thêm gì lúc này, gọi Trương Miện cùng Lý Nguyên vào đây. Trương Miện cùng Lý Nguyên là trung thư tỉnh tả hữu thừa tướng, là quan nhất phẩm, lại là lão thần tử nhiều năm qua rất được hoàng đế tín nhiệm coi trọng phàm là đại sự trong triều đình hoàng đế đều theo lệ hỏi ý kiến bọn họ rất nhanh lý nguyên cùng trương miện đã một trước một sau bước vào tần vương để bọn họ xem qua di chỉ kia trên mặt hai người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc hoàng hậu hỏi bọn họ thấy chuyện này thế nào chuyện trọng đại trương miện ấp úng không dám nói thật chuyện bệ hạ băng hà rất nhanh sẽ được truyền xuống thần dân đến lúc đó chỉ sợ sẽ có náo động lớn Chúng ta sớm nên chuẩn bị phương án ứng phó tình thế nguy hiểm mới phải." Từ Quý phi mỉm cười hỏi, trăm mối ngổn ngang, biết phải chuẩn bị từ đâu. Lý Nguyên một bên liền nói, quốc không thể một ngày vô quân, việc cấp bách bây giờ là Tần Vương điện hạ phải lập tức đăng cơ. Chỉ có như vậy mới có thể bình ổn thiên hạ." Tâm hoàng hậu lập tức trầm xuống, bà nhìn thoáng qua Tần Vương, lại nhìn qua Từ Quý phi, trong lòng vô cùng thống hận. Trương Miện đương nhiên hiểu ý Lý Nguyên, trong lòng cũng rất không đồng ý. Ông nhìn thoáng qua sắc mặt mọi người, rồi nói với hoàng hậu, "Nương nương, việc này vạn vạn không thể." Mặc dù ở phủ thái tử tìm thấy binh khí, nhưng thái tử lại không có ở đây để đối chất. Cứ như vậy mặc định tội danh phản nghịch là quá mức võ đoán, khó có thể bảo đảm việc bị người khác vu oan. Nếu bây giờ Tần Vương lập tức đăng cơ, chỉ sợ sẽ có đại loạn." Lý Nguyên không chấp nhận nói, "Nương nương, nếu thái tử thật sự vô tội, vì sao không chịu tiếp nhận điều tra liền biến mất vô tung vô ảnh đây chẳng phải là càng chứng thực tội danh sao lão thần thấy không cần chần chờ mau chóng tuyên bố việc này để tần vương đăng cơ làm yên lòng dân hai người bên nào cũng cho mình đúng đối chọi gay gắt giống như đều chờ hoàng hậu phân xử hoàng hậu nhìn bọn họ lạnh lùng nói kế thừa vương vị chính là quốc gia đại sự há có thể vội vàng qua loa lý nguyên có chút vội vàng nói nương nương, ngài lo lắng nhiều rồi. Bệ hạ đột nhiên băng hà, sơ ý quốc gia sẽ lâm vào thế nước sôi lửa bỏng a. À. Hoàng hậu lại bất vi sở động, thái độ kiên quyết, không cần nói nữa, tất cả đều chờ đại tán của bệ hạ rồi nói sau. Tần vương nhìn hoàng hậu, trong mắt hiện lên tia cười lạnh. Chờ bọn người tần vương đi rồi, hoàng hậu lập tức phái cung nữ tín nhiệm bên người đến Yến vương phủ cùng chu vương phủ truyền tin. Thái tử không ở kinh đô, trong kinh bà chỉ còn lại hai người con trai này cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người bọn họ nửa đêm tần vương tấn vương sở vương tề vương đột nhiên xông vào điện hoàng hậu tần vương lạnh lùng nói với cung nữ mau mời hoàng hậu ra đây không cần mời vừa dứt lời hoàng hậu một thân y phục trắng tao nhã ung dung bước ra tần vương liếc mắt nhìn cung nữ bọn họ liền thi lễ rồi lui ra hoàng hậu cố trấn định nhưng thanh âm đã có chút run run ta chưa tuyên triệu các ngươi nửa đêm tới đây làm gì tần vương lạnh lùng chúng ta đến tuyến bố di thương của bệ hạ sắc mặt hoàng hậu khẽ biến bà có dự cảm tình hình không ổn nhưng là không đoán được bọn họ nhanh như vậy sẽ bức cung bọn họ mặc kệ thi cốt của phụ hoàng còn chưa lạnh hoàng hậu hít sâu một hơi ổn định cảm xúc ánh mắt như tia sét đảo qua mọi nơi không phát hiện hai người con của mình liền biết việc lớn bất thành Bà khẽ cắn môi, cố gắng trấn định, thản nhiên nói, di mệnh gì. Tần vương quay đầu nhìn tề vương, tề vương đành phải kiên định, có chút muốn nói lại thôi, phụ hoàng có một đạo mật chỉ. Hoàng hậu quay đầu nhìn thẳng tề vương, hắn không dám nghênh đón, có chút không tình nguyện nói, mời hoàng hậu, tuẩn tán cùng người. Trong đầu hoàng hậu trống rỗng, thân thể nhũng ra, suýt nữa thì lập tức ngã ngồi xuống đất. Nhưng bà không thể ở đây yếu thế, chỉ có thể cắn răng, vương cao thắt lưng, lạnh lùng cười, mật chỉ. Bệ hạ ban mật chỉ khi nào? Lấy đến ta xem. Tề vương nghẹn lời không biết làm sao. Tấn vương thấy thế, lạnh lùng nói, là di mệnh lúc lâm chung, không kịp viết chiếu thư. Trong lòng hoàng hậu chấn động, bi phẫn đến cực điểm, trưng trưng ngửa đầu lên trời kêu, bệ hạ, người hãy nhìn những người con hiếu thảo này đi. Bọn chúng đang bức thần thiếp như thế nào? Người có nhìn thấy không? nói xong liền quay đầu nhìn Tần Vương chậm rãi đến gần hắn hạ giọng bi phẫn nói người cướp đi vị trí Thái tử còn chưa đủ nay lại muốn ép chết ta Tần Vương cười lạnh bức chết bà ta căn bản không thèm mạng của bà nhưng bà lại không an phận còn truyền tin báo cho hai người con của mình bà làm như vậy chính là muốn tạo náo động nói cách khác là chính bà tự tìm đường chết Hoàng hậu trầm mặt trong chốc lát liền khôi phục sự bình tĩnh cố lấy dũng khí kiên định lớn tiếng nói ta theo phụ hoàng ngươi nhiều năm như vậy cho dù các ngươi không nói ta cũng luyến tiếc phải rời xa chàng vốn cũng nghĩ sẽ theo chàng nhưng mà nhiều năm qua ta tự hỏi không có bạc đãi các ngươi cũng chưa từng bạc đãi mẫu thân các ngươi nhưng các ngươi thì sao các ngươi hồi báo ta như thế nào được tốt lắm ta dù chết cũng sẽ biến thành lệ quỷ tìm các ngươi tính sổ Tề vương nghe vậy thì thân thể không nhịn được mà run run, cảm thấy có từng trận hàng khí đánh úp lại. Tần vương, tấn vương, sở vương mặt không chút đổi sắc đứng đó. Hoàng hậu vẫn thê lương nhìn chầm chầm bọn họ. Tần vương, tấn vương cũng không yếu thế nhìn đối diện, tình thế dương cung bạc kiếm. Đột nhiên, tần vương tức giận nói, đưa hoàng hậu ra. Bọn thị vệ theo sau bọn họ liền nhanh chóng bước qua. Tề vương đang muốn tiến lên, tần vương liền che chắn trước người sắc bén nhìn hắn tề vương bất đắc dĩ đành phải lui ra thực tế mà nói hoàng hậu luôn khoan dung nhân từ chưa bao giờ khó xử qua hắn cùng mẫu phi hắn hắn cũng không hy vọng bức tử bà nhưng hắn hiện tại cũng xem như là ngồi cùng một thuyền với tần vương dù sao cũng không có cách nào thay đổi bọn thị vệ ba chân bốn cẳng bắt lấy hoàng hậu bà dãy dụa khóc kêu buông ra đồ súc sinh các ngươi Lúc này một thị vệ cầm một giải lụa bước tới, hoàng hậu liều mạng giải giụa. Đột nhiên giải lụa nhanh chóng trồng vào cổ bà, thị vệ mạnh mẽ dùng sức siết chặt. Hai mắt hoàng hậu trợn ngược lên, kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Tề vương không đành lòng nhắm mắt lại, xoay người đi. Tần vương rất nhanh liền đem tin tức hoàng đế băng hà, hoàng hậu do bi thương quá độ mà muốn tuẩn tán theo truyền ra ngoài. Rất nhanh văn võ bá quan cả triều đều biết việc này, không ít kẻ muốn nịnh nọt tìm cơ hội leo lên tân quân bắt đầu âm thầm liên hệ muốn ủng hộ tần vương lên ngôi một ngày sau hơn trăm quan viên văn võ tập trung trước cửa tần vương phủ cầu kiến tần vương bọn họ đều nói thánh thượng đã băng hà thái vương hãy thuận theo ý trời lòng dân mau chóng kế thừa đại thống tiếu thiên diệp đứng ở một bên tươi cười trên mặt thập phần lạnh nhạt ban đầu hắn cũng không rõ vì sao phụ vương chuẩn bị nhiều năm như vậy lại vẫn chậm chạp không hề động thủ ngược lại còn để thái tử có cơ hội chạy khỏi kinh đô hiện tại hắn mới hiểu được để thái tử chạy thoát chính là muốn vu cáo tội mưu nghịch một lý do chính đáng để phế thái tử lập tân quân mặt khác lại được văn võ bá quan đồng lòng ủng hộ hoàn toàn hợp lý thận trọng cứ như vậy tần vương mới là thái tử danh chính ngôn thuận mà thái tử ban đầu vốn nên kế thừa đại thống lại thành một phế nhân mưu nghịch danh bất chính ngôn bất thuận hết thảy đều nằm trong tính toán của tần vương Tần Vương ai oán nói, linh cửu của Phụ Hoàng còn chưa hạ tán, ta sao có thể? Lâm Văn Uyên liền nói, Điện Hạ, Ngài hãy nghe chúng ta nói một câu. Chỉ có Ngài đăng cơ, triều đình mới có thể lấy mệnh thiên tử hiệu lệnh thiên hạ, ngoại tộc mới không dám có ý khởi binh. Các đại thần đều quỳ xuống, cùng kêu lên phụ họa. Nhưng Tần Vương vẫn không lập tức đáp ứng, hắn để các đại thần dân tấu chương. Tìm đọc tên mỗi người, lúc này đây trong triều hơn phân nửa đều thượng tấu nhưng lại thiếu yến vương chu vương cùng trấn quốc hầu lâm chi nhiễm tần vương tựa tiếu phi tiếu nhìn tiếu thiên diệp nói thiên diệp ngươi nên hiểu hiện tại phải làm thế nào mới phải ánh mắt tiếu thiên diệp trầm lãnh vâng ba ngày sau chu vương liền ngày đêm ho khang ăn không ngon ngủ không yên người cũng gầy đi nhiều lúc đầu chu vương cũng không thèm để ý bình thường ho khang phát sốt cũng có nhưng hai ngày sau ho khang lại càng nặng hơn thế này mới cảm thấy không ổn chu vương thế tử tiếu thanh huyền không dám đi mời ngự y trong cung sợ tần vương từ giữa động tay động chân nên đã đi mời một vị danh y trong kinh đô đại phu kia vừa nhìn liền nói chỉ là phong hàn uống mấy thang thuốc liền khỏi chu vương vẫn nằm trên giường ăn uống cũng không vào đầu đau tứ chi không có sức trước ngực trong bụng đều như lửa đốt nằm ở trên giường rên rỉ lại qua một ngày bệnh tình của Chu Vương lại trở nên trầm trọng hơn. Tần Vương sau khi biết được đã tự mình đến thăm hỏi, mang tới rất nhiều thuốc bổ cùng dược phẩm trân quý. Còn cố ý hạ chỉ mệnh Thái Y viện phái hai ngự y tới chẩn bệnh cho Chu Vương. Ngự y đối với bệnh tình của Chu Vương cũng bó tay. Tuy rằng có kê đơn nhưng lại không phải là thuốc ôn hòa, giảm đau, có uống cũng như không uống. Đêm đến, cả người Chu Vương sốt cao, chết bất đắc kỳ tử, nhất thời trong triều dậy sóng ngầm yến vương bị thương nặng thái tử mưu nghịch hoàng đế băng hà hoàng hậu tuẩn tán theo chu vương được bách quan ủng hộ lên ngôi lại chết bất ngờ một loạt chuyện này chỉ vỏn vẹn xảy ra trong gần một tháng mọi người trong triều đều như chim sợ cành công những đại thần ban đầu không ủng hộ tần vương nay đều thượng tấu trong đó thậm chí còn bao gồm cả nhà mẹ đẻ chính phi chu chỉ quân của hoàng trưởng tôn đáng tiếc tần vương thủy chung vẫn không thể thấy tấu chương của trấn quốc hầu một ngày sau, binh bộ thượng thư Lâm Văn Uyên quân Pháp bất vị thân, tố giác trấn quốc hầu Lâm chi nhiễm tham dự vào chuyện mưu nghịch của Thái tử. Mang tới vô số thư từ chứng minh Lâm chi nhiễm cùng Hoàng trưởng Tôn Qua lại chặt chẽ. Đại lý tự dẫn người đi truy bắt Lâm chi nhiễm, trầm thị cả kinh không biết làm sao, kêu to một tiếng, nhiễm nhi rồi muốn lao qua. Mọi người đều vội vàng ngăn lại. Lâm chi nhiễm không hề quay đầu, bước nhanh ra cửa thê tử trịnh vinh hoa của hắn dường như phát điên xông qua. Lão Thái Quân thấy thế liền nói, còn không mau đưa phu nhân trở về. Mọi người liền lôi trịnh vinh hoa đi, nàng vẫn còn bi thương khóc không ngừng. Sắc mặt trầm thị đã trở nên trắng bệch lão Thái Quân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Trữ lão Thái Quân nhắm chặt mắt rồi đột nhiên mở to mắt nói, lập tức mang vinh hoa cùng đứa nhỏ quay về nhà mẹ để đi. Hiện tại giữ được ai liền hay được người đó. Nhiễm Nhi phải làm sao bây giờ? Nước mắt trầm thị không ngừng chảy xuống. Từ khi Âu Dương Noãn mang Lâm Nguyên Hinh đột nhiên rời kinh, cũng từng phái người truyền tin để bọn họ nhanh chóng nghĩ biện pháp ra kinh đô tránh nạn. Nhưng lão Thái Quân cùng Nhiễm Nhi lại cố chấp, kiên quyết không chịu đi, mới dẫn tới họa ngày hôm nay. Trầm thị còn muốn nói gì nữa lại đột nhiên nhiên nhìn thấy sắc mặt trữ lão Thái Quân trắng bệch, cả người rơi xuống cầu thang. Trong viện lập tức ồn ào nhốn nháo kêu lên, lão Thái Quân. Nước. Nước. Mau đi lấy nước đến đây. Lâm Chi Nhiễm bị áp giải đến từ hình bộ, đại lý tự cùng đô sát viện tam tư hội thẩm. Lúc bước vào, Lâm Chi Nhiễm mặc một thân thạch thanh cát sa bào. Đôi mắt thâm thúy như hàng tinh, mắt xếp mang theo hàng quang. Khi hắn không chịu dân sớ ủng hộ Tần Vương lên ngôi, hắn biết ông ta sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng nếu thật sự dân sớ lại tương đương vũ nhục thân phận trấn quốc hầu phủ, trở thành hạng người nịnh nọt, làm bại hoại gia phong chính trực của tổ phụ. Cho dù tạm thời có thể bảo toàn hầu phủ nhưng sau khi tần vương đăng cơ cũng nhất định sẽ giải quyết hắn. Hầu gia, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ngươi hãy đem việc thái tử xui khiến mưu nghịch viết thành bản cung, ký tên điểm chỉ. Việc này coi như xong, ngươi thấy sao? Hình bộ thượng thư hoắc khứ đàn lạnh lùng nói. Lâm chi nhiễm chậm rãi lắc đầu, lát sau liền kiên định nói, ta không tham gia vào việc mưu nghịch. Hoắc cứ đàn mỉm cười, đừng nói ngươi là hậu gia, cho dù là khâm mệnh vương gia, bước vào nơi này của ta cũng phải phục tùng cầu xin tha thứ. Người đâu, mang hắn xuống dưới, dùng thủy hình. Tên lính hành hình liền mang lâm chi nhiễm đi, đẩy hắn nằm ngửa xuống ghế dài, dùng dây thường trói chân, phần eo, hai tay, gáy. Buộc cũng không quá chặt, thậm chí hắn còn có thể nhúc nhích. Sau đó lại mang một cái thùng đồng rất mỏng, cao nửa thước đựng nước đặt trước ngực. Đối với một người trưởng thành mà nói, thì một thùng nước khoảng 30 cân đặt trước ngực bình thường có thể chịu được. Nhưng người nọ một tay giữ thùng nước, tay kia thì như tiểu hài tử ở trên mặt nước nhẹ nhàng vỗ. Lần thứ nhất bắt đầu vỗ, Lâm Chi Nhiễm liền cảm thấy áp lực trước ngực đột nhiên tăng lên mấy lần. Hơn nữa từng chút từng chút toàn bộ thông qua da thịt thẩm thấu vào trong lồng ngực, ép đến tim hắn cũng liều mạng đập. Lại giống bộ dáng nhất hôn khiêu bất động, phổi tự hồ như mất đi cộng năng, đến nỗi không thể hít thở được. Nhất thời hắn cảm thấy cả người khó chịu cực điểm, lại không thể nào kêu được. Vỗ được 50 cái, sắc mặt lâm chi nhiễm đã muốn biến thành màu đen. Hoắc cứ đàn mỉm cười nói, hắn đang muốn chết. Mau ngừng lại. Cả người lâm chi nhiễm bị kéo lên, hắn vừa ngồi dậy chỉ cảm thấy trước ngực có một cổ tanh nồng hướng lên yết hầu, tràn ngập khắp mũi miệng. Hắn nhịn không được học ra một nguồn máu tươi. Phát cứ đàn cười nói, Lâm Huynh, có phải rất thống khoái hay không? Từ trong bóng tối Lâm Văn Uyên như một bóng ma bước ra, trên mặt ông ta lộ vẻ tươi cười nói, ta nhịn đã rất nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có thể nhìn tiểu tử này quỳ rạp dưới chân ta. Tốt, thực sự rất tốt. Lâm Chi Nhiễm, thủy hình này tư vị thế nào? Lâm Chi Nhiễm ho khang, lại nôn ra mấy ngụm máu tươi, nhưng hắn lại ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Lâm Văn Uyên, Lâm Văn Uyên ngươi nghĩ rằng ta chết đi thì ngươi chính là Trấn Quốc Hầu. Đáng tiếc trong mắt người đời ngươi chẳng qua chỉ là con chó của Tần Vương. Hắn bảo ngươi cắn ai ngươi liền cắn, hắn bảo ngươi sủa như thế nào ngươi liền sủa thế ấy. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là kiêu lương tiểu sử mà thôi. Kiêu lương, nhảy nhót, ngang ngược tàn ác, dối trên gạt dưới. Tiểu sử, thằng hề, kẻ tiểu nhân. Câu này chắc tương đương với câu tiểu nhân đắc chí. Sắc mặt Lâm Văn Uyên đột nhiên thay đổi, Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh, hoắc cứ đàn trầm mặt xuống nói, lâm chi nhiễm, ngươi cuối cùng có chịu viết bản cung hay không? Nếu không viết ta sẽ dụng hình, ghế hùng, tiên hình, bản hình, kẹp tay. Những hình này không phải loại da thịt hào môn công tử như ngươi có thể chịu được a? À? Ngươi cần phải hiểu rõ cái gì là thức thời. Lâm chi nhiễm cười lạnh một tiếng, kiên quyết lắc đầu. Người đâu, dụng hình. hoắc cứ đàn tức giận nói, trước rút móng tay hắn cho ta lâm văn uyên đột nhiên ngăn lại chậm đã đừng làm tay hắn bị thương tay phải của hắn còn phải giữ lại để biết khẩu cung rút tay trái đi những người đó lại đè lâm chi nhiễm xuống mạnh mẽ kéo tay trái hắn ra từ trong đống dụng cụ hành hình lấy ra một cái dao nhỏ rất sắc bén nhắm ngay đầu ngón cái của hắn kéo một chút lâm chi nhiễm đau đến cả người rung lên thân thể đều căng cứng trên ngón tay trái một khối da thịt bị lóc xuống Tiếp theo bọn họ lại nhắm móng tay hắn mà kéo, thoáng chốc toàn bộ móng tay hắn đều bị rút ra, huyết nhục mơ hồ. Lâm chi nhiễm thảm kêu một tiếng liền ngất đi. Hắt hắn tỉnh lại. Một lần lại một lần dụng hình, nhưng lâm chi nhiễm vẫn kiên cường cứng đầu kiêu ngạo. Mặc kệ bọn họ dùng hình gì hắn cũng không nhận. Cuối cùng hoắc thứ đàn cũng mất hết kiên nhẫn, trực tiếp cho người kéo bàn tay đầy máu tươi của hắn điểm chỉ. Sau đó phái người áp giải lâm chi nhiễm vào ngục. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên thông bẩm, tần vương thế tử đến. Sắc mặt Lâm Văn Uyên cùng hoắc khứ đàn đột nhiên biến đổi, nhanh chóng đứng lên vội vàng trịnh trọng hành lễ với Tiếu Thiên Diệp, thế tử điện hạ. Không cần đa lễ. Tiếu Thiên Diệp vất vất tay, giống như vô tình liếc mắt qua Lâm Chi Nhiễm, mặt không đổi sắc nói, phụ vương không chờ được các ngươi tra thẩm, bảo ta đến đây đưa hắn đi. Trên mặt Lâm Văn Uyên lộ vẻ kinh ngạc, nói, Loại chuyện này cứ để vi thần xử lý trong đại lao là được rồi." Tiếu Thiên Diệp lạnh lùng nhìn hắn một cái, Lâm Văn Nguyên lập tức liền ngậm miệng lại. Tiếu Thiên Diệp nhìn Lâm Chi Nhiễm đang hôn mê bất tỉnh, sai người mang đi. Lâm Văn Nguyên còn lo lắng nói, "Nhưng..." Tiếu Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, "Lâm thượng thư quên thân phận của mình rồi sao?" Lâm Văn Nguyên sửng sốt, lập tức không dám lên tiếng. Hắn đột nhiên ý thức được mặc kệ Tiếu Thiên Diệp có mục đích gì thì cũng là tần vương thế tử. Tương lai còn có thể là thái tử. Hắn cúi đầu, trong lòng âm thầm tính toán. Sáng sớm hôm sau, trong một truyền đến tin tức Lâm Chi nhiễm sợ tội tự sát. Nhất thời các đại hào môn thế gia trong kinh thành đều câm như hến, nơm nớp lo sợ tiếp theo sẽ là mình. Văn võ bá quan đều dân sớ ủng hộ lên ngôi, tần vương liền cùng các vị đại thần nghị định thời gian đăng cơ để trung thư tỉnh thảo lời công cáo khi tân đế đăng cơ cũng làm sai người gấp gáp chế tạo quan bào của hoàng đế rất nhanh các phục sức liên quan đến việc tân đế đăng cơ đều được gấp gáp làm ra trình đến cho tần vương trong đó không riêng gì long bào của tần vương còn có quan phúc thái tử của tiếu thiên diệp nhưng sau khi mấy thứ này được đưa đến tiếu thiên diệp không hề liếc mắt nhìn một cái thôi ma ma một mặt tán dương lễ phục của thái tử thực đẹp đẽ quý giá một mặt liền đưa ra cho Tiếu Thiên Diệp mặt thử. Tiếu Thiên Diệp đột nhiên duỗi tay đẩy Ngọc Quang Nạm và Ngọc kia ra. Thôi ma ma có chút khó hiểu hỏi, thế tử, ngài làm sao vậy? Tiếu Thiên Diệp đáp, không có gì. Hiện tại ta không nghĩ sẽ mang nó. Lúc này, thị vệ đi vào nói, khởi bẩm thế tử, người ngài chờ đã đến. Thôi ma ma sửng sốt, lại nhìn thấy người đến là Huệ An Sư Thái của trữ quốc am rồi lại nghe người đó nhỏ nhẹ nói, ngày ấy đa tạ thế tử che chở, ta cùng mọi người trong am mới có thể tránh được một kiếp nạn. Thôi ma ma thả lỏng, xoay người đi ra ngoài. Tiếu Thiên Diệp nhìn chăm chú vào bóng dáng Thôi ma ma, rồi nói với Huệ An Sư Thái, người nọ đã được sắp xếp tốt chứ. Huệ An Sư Thái gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bần ni có điều không rõ, Tần Vương muốn giết trấn quốc hầu. Điện hạ vì sao phải trộm long tráo phụng hao hết tâm tư cứu hắn. Trong đôi mắt của Tiếu Thiên Diệp hiện lên ý cười lạnh nhạt, ta cũng không phải là người nhân từ nương tay. Tính mạng Lâm Chi Nhiễm trong mắt ta cũng không tính là cái gì, nhưng hắn đối với nàng lại rất quan trọng. Ta dù có ngu xuẩn cũng biết điểm yếu của nàng là chỗ nào. Cục diện chính trị biến động, triều đình thay đổi, Âu Dương Noãn cũng không quá để ý, nhưng nàng nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn nếu hắn giết người thân của nàng. Tiếu Thiên Diệp dừng một chút rồi tiếp tục nói, đó đã là giới hạn của ta. Từ giờ phút này, Lâm Chi nhiễm sống hay chết hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân hắn. Nếu hắn có thể tránh ánh mắt của phụ vương, hắn có thể sống. Nếu không tránh được, hắn sẽ chết. Đơn giản như vậy thôi. Huệ An Sư Thái Hành Đại Lễ, vâng, Bần Ni nhất định chuyển lời đến Lâm Thí Chủ. Xe ngựa đã bị đao kiếm chém cho rách nát, bọn người Âu Dương Noãn không còn cách nào liền mượn một chiếc xe gọi là xe tranh tử, Xe này dùng để chờ hàng hóa, cũng có thể chở người Vì sợ trên đường bại lộ thân phận nên tất cả mọi người đều thay phục sức hoa lệ, mặc bố y Lâm Nguyên Hinh cùng Âu Dương Noãn từ trước đến nay đều là cẩm y ngọc thực, luôn mặc những đồ làm từ vải dệt Lúc này thay bố y, làn da nhất thời bị ma sát ẩn ẩn đau, nhưng cũng không ai hé lời Cứ theo lẽ thường nhìn xuống Một lúc sau, Âu Dương Noãn tìm được một biện pháp nàng lấy y phục gấm vóc vốn có mặt trong cùng rồi đến lớp bố y ngăn cách làn da với vải thô như vậy cũng liền thoải mái hơn nhiều lâm nguyên hinh tuy rằng ở ngoài kinh đô nhưng vẫn luôn lo lắng cho những người thân trong kinh khi đến mỗi thành trấn sẽ hỏi thăm xung quanh tình hình trong kinh đô đến ngày thứ tám bọn họ rốt cục cũng đến một thôn trấn lớn lúc hạ lan đồ cùng âu dương tước đi tìm hiểu tin tức thì không hẹn mà cùng phát hiện bản vàng được dán lên Tần Vương Đăng Cơ cũng chiếu cáo thiên hạ. Đồng thời bọn họ còn thấy được bố cáo trấn quốc hầu tham gia mưu nghịch bị xử tử. Vì không muốn để Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh biết, bọn họ đành phải che giấu tin tức này. Nhưng Âu Dương Noãn lại từ ánh mắt né tránh của Âu Dương Tước liền nhận ra có điều gì đó. Nàng biết rõ có chuyện nhưng lại không dám hỏi, không thể hỏi. Nàng sợ mình sẽ nghe được tin tức không tốt, lại càng không muốn Lâm Nguyên Hinh biết cho nên nàng chỉ giả vờ như không phát hiện chỉ là lâm nguyên hinh cũng không phải ngốc lâu dần nàng cảm thấy có gì đó không thích hợp nàng biết bọn họ có điều giấu giếm hạ lan đồ đang ở trong phòng nghỉ ngơi ngoài dự đoán lại nghe thanh âm tranh chấp của âu dương noãn cùng lâm nguyên hinh hắn nghe được lâm nguyên hinh dường như vô cùng kích động vô luận âu dương noãn có khuyên như thế nào cũng không nghe có ý muốn vào kỳ thật vì muốn biết tình hình người thân trong kinh đô lâm nguyên hinh không biết đã hỏi biết bao nhiêu người hạ lan đồ lại vẫn luôn vòng vo né tránh hiện tại xem ra chuyện này tránh được mùng một cũng không tránh được mười lăm hắn suy nghĩ một lát liền mở cửa bước ra âu dương noãn cùng lâm nguyên hinh đều đứng bên ngoài khuôn mặt âu dương noãn tuy vẫn bình tĩnh như thường ngày nhưng đáy mắt đã có ẩn ẩn kích động nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hạ lan đồ lâm nguyên hinh dù rất muốn biết tình hình trong lòng lo âu cũng đành phải nhịn xuống kiên trì đứng đằng kia. Tiếu phu nhân có chuyện gì vậy? Ở bên ngoài, Hạ Lan Đồ vẫn luôn xưng hô với Lâm Nguyên Hinh là Tiếu phu nhân. Đúng vậy, ta muốn hỏi công tử. Gần đây có nhận được tin tức trong kinh đô. Phu nhân đây là có ý gì? Nếu có, chẳng lẽ ta sẽ gặp ngài sao? Hạ Lan Đồ mỉm cười nói. Không, không. Ta không có ý này. Lâm Nguyên Hinh vội vàng giải thích ta chỉ muốn hỏi một chút về tình hình của đại ca. Công tử nhất định biết điều gì đó, xin ngài đừng gạt ta. Âu Dương Noãn biết hôm nay đã không thể giả vờ nữa liền gật gật đầu với Hạ Lan Đồ. Hắn hít hít rồi nói, Trấn Quốc Hầu bị phán tội mưu nghịch. Đã tự sát trong ngục. Mưu nghịch. Lâm Nguyên Hinh nhất thời đứng không vững, mở miệng hỏi, dường như không rõ ý trong lời nói của Hạ Lan Đồ. Âu Dương Noãn không tự chủ được nắm chặt tay, trong lòng nàng khiếp sợ không kém lâm nguyên hinh tự sát nàng lặp lai like hai từ cuối cùng tay chân không khỏi lạnh cống hạ lan đồ nhìn lâm nguyên hinh nước mắt như mưa người lung lay như sắp ngã sắc mặt hắn không khỏi ngưng trọng ta vốn định qua vài ngày nữa sẽ nói với hai người để hai người có thể từ từ tiếp nhận nói đến đây hắn đột nhiên nâng mắt nhìn âu dương noãn xin hai vị hãy nén bi thương không lâm nguyên hinh nước mắt cuồn cuộn rơi hồng ngọc nhanh chóng đến đỡ âu dương tước vốn đã ở trong phòng chỉ là vẫn không dám lên tiếng nhìn thấy tình hình liền yên lặng đến cạnh cửa biểu tỷ ta đã hỏi thăm qua trong phủ thái tử tư tàn binh khí lại tìm được thư từ thái tử cùng trấn quốc hầu mưu đoạt vương vị nên biểu ca liền bị bắt âu dương tước không khỏi lau nước mắt trong hốc mắt thì thào nói nhỏ biểu tỷ thực xin lỗi ta vẫn nên sớm nói với tỷ không không ca ca sẽ không, cũng không nên như vậy. Lâm Nguyên Hinh nói năng lộn xộn, không thể tin đại ca nàng cứ thế nói chết liền chết. Từ nay về sau bỏ rơi nàng. Nàng đột nhiên kích động quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời kêu lên, đại ca. Chỉ là không thể nói tiếp, cứ thế khóc nấc lên. Trong lòng Âu Dương Noãn Vốn cũng rất khó chịu, thấy Lâm Nguyên Hinh khóc thương tâm như vậy, lại càng cảm thấy có lỗi. Nàng không thể ở trong kinh đô thời khắc cuối cùng, cho nên mới nghĩ đến lâm chi nhiễm nghĩ đến đại cửu mẫu trầm thị cùng lão thái quân giờ này còn không biết bi thống đến cỡ nào bi thương nghẹn trong lòng âu dương noãn thật lâu cuối cùng cũng đột nhiên trào ra nàng kìm lòng không đậu mà khóc theo lâm nguyên hinh hạ lan đồ giật mình nhìn âu dương noãn thấy nàng nghẹn ngào khóc cả người run run khàn khàn khóc hắn không nghĩ nàng thế nhưng lại có tình cảm với trấn quốc hầu phủ sâu như vậy cùng lúc đó theo tiếng khóc của âu dương noãn Hạ Lan Đồ cảm thấy một cổ áp lực đè nặng. Buổi tối, Lâm Nguyên Hinh khóc đến chết đi sống lại rốt cục cũng an tĩnh lại. Nàng nằm trên giường, hai mắt nhìn lên không trung vẫn không nhúc nhích. Vẻ mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, không có biểu cảm, giống như một con rối gỗ. Âu Dương Noãn ngồi ở bên cạnh, cứ như vậy ngồi bên Lâm Nguyên Hinh cả đêm. Nhìn biểu tỷ thương tâm, trong lòng nàng cũng bi thương. Muốn khuyên nhủ nhưng lời vừa đến miệng nàng lại nuốt trở về khi rời kinh đô nàng từng phái người truyền tin đến lão thái quân nói bọn họ mau chóng rời kinh đô từ lúc ấy trở đi nàng đối với vận mệnh của bọn họ đã có dự cảm nào đó bởi vì lão thái quân quá mức kiên cường lâm chi nhiễm lại quá mức kiêu ngạo bởi vì bọn họ nhất định sẽ không cúi đầu trước tần vương nhưng lúc ấy nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến đột ngột như vậy qua một thời gian nàng thấy lâm nguyên hinh nhắm mắt lại dù sao lâm nguyên hinh cũng đã quá mệt mỏi ở trên xe một ngày không nói, từ lúc đó đến giờ cũng không uống một ngụm nước. Hơn nữa vì chuyện của Lâm Chi Nhiễm mà thương tâm quá độ, rốt cục cũng mơ màng thiếp đi. Âu Dương ngoãn đợi Lâm Nguyên Hinh ngủ sâu mới lặng lẽ đứng lên, thổi tắt nến rồi đi ra khỏi phòng. Hạ Lan Đồ đang đứng trong sân chờ nàng. Âu Dương ngoãn lặng lặng nhìn hắn, cũng không kinh ngạc, công tử phải về kinh đô. Hạ Lan Đồ gật gật đầu, ánh mắt khẽ biến chuyển, tình hình này, ta phải quay về xem sao. Thân phận Hạ Lan Đồ đến nay Âu Dương Noãn vẫn không biết, nhưng nàng tin đối phương nhất định không đơn giản. Nếu hắn nói muốn quay lại Kinh Đô, liền tất nhiên có lý do không thể không đi. Cho nên nàng liền gật gật đầu, nói, đa tại nửa tháng nay ngài đến chăm sóc, hy vọng ngài thuận buồm xuôi gió. Hạ Lan Đồ sửng sốt, cẩn thận quan sát biểu tình của đối phương, chậm rãi nói, ta nghĩ tiểu thư sẽ giữ ta lại. Hắn nói không sai, bọn họ thực sự cần hắn, cũng hy vọng hắn không rời đi nhưng hắn vì các nàng đã làm đủ rồi nàng không thể yêu cầu nhiều hơn cho nên nàng chỉ cười lắc lắc đầu hạ lan đồ có thể cảm giác được áp lực bi thương đến từ nữ tử trước mặt này nhưng hắn lại không vạch trần chỉ cười cười từ đây cứ tiếp tục đi về hướng đông đến bình thành nơi đó tương đối an toàn âu dương mãn trầm tư một lát liền gật gật đầu nói được đa tạ ngài nhắc nhở hạ lan đồ xoay người đến cửa lại đột nhiên quay đầu nhìn âu dương noãn tăng thêm giọng điệu nói bảo trọng bảo trọng âu dương noãn cười trả lời hắn trong lòng cũng một mảnh mờ mịt hạ lan đồ đi rồi con đường phía trước của các nàng dường như càng thêm xa vời sau khi hạ lan đồ rời đi mấy người âu dương noãn lại tiếp tục hướng đến bình thành tuy rằng nàng rất muốn quay về kinh đô muốn biết tình hình của lão thái quân nhưng nàng chỉ có thể đè nén mong muốn này xuống kiên nhẫn cùng Lâm Nguyên Hinh tiếp tục đi về hướng đông. Lúc này, Tiếu Thiên Diệp một mình một ngựa đã rời Kinh Đô, chạy về hướng đông. Âu Dương Noãn đổi ngân phiếu thành mấy lượng bạc cùng mấy ngân phiếu có giá trị nhỏ hơn, cẩn thận cất đi. Trừ bỏ phí dùng trên đường đi, tất cả đều được cất cẩn thận. Suốt đường đi màn trời chiếu đất, sắc mặt Lâm Nguyên Hinh lại càng tái nhợt. Âu Dương Noãn nhìn trong mắt cất trong lòng, mỗi lần đi ngang qua thôn trấn liền dùng tiền mua một con gà của thôn dân hầm canh tẩm bổ cho Lâm Nguyên Hinh. Như vậy qua vài ngày, bọn họ đi qua một thôn trấn, đi qua một tòa miếu đổ nát. Nơi đó tụ tập không ít lưu dân, tất cả đều xiêm y tả tơi, xanh sao vàng vọt. Mỗi lần có chiếc xe nào đi qua, bọn họ sẽ lại lao đến xin ăn. Lâm Nguyên Hinh nhìn tình hình này, trong lòng thật sự không đành liền bảo Hồng Ngọc lấy một ít lương khô phân phát cho bọn họ, Hồng Ngọc vừa mới với tay lấy hành lý lại bị một bàn tay vương đến đè lại, không được. Lâm Nguyên Hinh kinh ngạc nhìn Âu Dương Noãn, sao vậy Noãn Nhi? Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua bên ngoài, thấp giọng nói, Tước Nhi, mau rời khỏi đây. Âu Dương tức tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng lập tức vung roi, vó ngựa nhanh chóng vọt lên phía trước, xuyên qua căn miếu đổ nát, bỏ lại những ánh mắt đói cơ hồ đỏ máu ở phía sau. Noãn Nhi, chỉ là một ít lương khô thôi mà, trong ánh mắt Lâm Nguyên Hinh đều là vẻ không đành lòng. Vấn đề không phải là lương khô. Âu Dương Noãn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vừa rồi nếu bọn họ dừng lại bố thí, sẽ có khả năng càng nhiều nạn dân chạy đến. Người đói khác, nhân cách hay đạo nghĩa gì cũng không còn quan trọng. Trên xe có thai phụ, vạn nhất bọn họ tranh cướp nhau, nàng biết phải ứng phó thế nào. Cho nên phải cứng rắn mặc kệ những người này mới là an toàn nhất. Cho dù Lâm Nguyên Hinh nói nàng vô tâm, nàng cũng không thể không làm như vậy. Xe ngựa đi không bao lâu thì đột nhiên lại có người trắng phía trước. Âu Dương tước lắp bắp kinh hải, vội vàng ghim dây cương liền thấy một nam tử trung niên đứng giữa đường, người đây cho bụi. Vẻ mặt hết sức chật vật, xiêm y đẹp đẽ quý giá đều bị xé rách, tóc tai rối loạn như vừa bị gió thổi qua. Hắn vừa kêu vừa vươn tay, ai, ai, đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải đạo tặc. Cầu công tử ban chút thiện tâm, cho lão thái thái nhà ta quá gian một đoạn đường âu dương noãn sốt màn xe lên quả nhiên nhìn thấy một lão thái thái ngồi ven đường đế giày màu nâu nhạt mặc váy ô kim sắc mã tuy rằng sắc mặt trắng bệch tóc tai sim y tán loạn nhưng ẩn ẩn có một loại phú quý bà đang vừa thở vừa dùng hai tay đấm bóp chân bộ dáng rất mệt tước nhi hỏi một chút lão phu nhân làm sao vậy âu dương noãn hỏi âu dương tước nhảy xuống xe bước lên hỏi. Nam tử trung niên bộ dáng như quản gia chạy nhanh lên nói rõ ràng. Lát sau Âu Dương Tước quay lại nói, tỷ tỷ, người nọ tên là Hạ Lương, là người làm cho một thương gia ở Bình Thành, cùng lão Thái Thái đang trên đường về nhà thì không khéo gặp loạn binh. Xe ngựa cùng của cải của bọn họ đều bị cướp, nhà hoàng ma ma đi theo hầu hạ cũng bỏ chạy tứ phía. Hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ. Hắn đỡ lão Thái Thái đi được một đoạn khá xa, hiện tại không thể đi nổi nữa liền ngồi trên đường xin quá gian. Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua lão thái thái kia. Bà đã lớn tuổi, thân thể cũng không còn khỏe. Nàng lại nhìn chầm chầm nam tử thấp bé dáng vẻ quản gia trong chốc lát, trong lòng cân nhắc rồi mới gật gật đầu, nói, được rồi, mời lão phu nhân lên xe đi. Lúc đầu Lâm Nguyên Hinh còn lo lắng Âu Dương Noãn sẽ không đáp ứng, lúc này mới yên lòng. Âu Dương Noãn nhìn biểu tình của đối phương, không khỏi mỉm cười ai cũng có lúc khó khăn, có thể giúp được nàng nhất định sẽ giúp. Chỉ có lúc uy hiếp đến sự an toàn của Lâm Nguyên Hinh, nàng mới phải suy nghĩ. Hạ quản gia đỡ lão thái thái nhà mình lên xe ngựa. Hạ lão thái thái không nghĩ tới trên chiếc xe ngựa trong tồi tàn này lại có hai tiểu thư xinh đẹp. Hơn nữa trong đó còn có một người đang mang thai, nhất thời có chút giật mình. Âu Dương Noãn cười giải thích nói, tỷ muội chúng ta đang đến nương nhờ nhà họ hàng ở Bình Thành hạ lão thái thái gật gật đầu gần đây tình hình không ổn định nơi nơi đều có lưu dân thế cục ở bình thành tương đối an ổn không ít người tìm đến nương tựa nên chuyện này cũng không có gì kỳ quái chỉ là vị tiểu thư mới nói chuyện này cũng quá mức mỹ mạo a à. hạ quản gia cùng âu dương tước ngồi ở bên ngoài một đường nói chuyện không ngừng quán giận bọn binh lính càng quấy ngay cả xe của lão nhân gia cũng cướp trong chốc lát lại nói nha đầu ma ma không có lương tâm Tự nhiên bỏ lại lão thái thái một mình bỏ chạy. Âu Dương Noãn nghe, ánh mắt không tự chủ nhìn lão thái thái kia. Dọc đường đi bà đều trầm mặt, vừa không oán giận lại cũng không mắng chửi người, tâm tình rất vững vàng. Âu Dương Noãn không khỏi cảm thấy bội phục. Không chỉ có Âu Dương Noãn đánh giá vị lão thái thái này mà đối phương cũng lặng lẽ đánh giá các nàng. Trong lòng hạ lão thái thái cảm thấy kỳ quái. Mặc dù Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh đều cải trang thành thường dân nhưng bà vẫn cảm thấy khí chất trên người hai vị nữ tử này không phải bình thường. Các ngươi đi bình thành, là muốn nương nhờ nhà người thân nào? Hạ lão thái thái hỏi. Chúng ta có một cô cô gã đến bình thành, Âu Dương Noãn mỉm cười, chỉ nói đơn giản. Các ngươi đến từ Kinh Đô sao? Ánh mắt hạ lão thái thái thực không khéo. Lời này vừa ra Lâm Nguyên Hinh đã liền hoảng, cuốn quyết biện giải, không phải, không phải không phải. Trên mặt hạ lão thái thái lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Nguyên Hinh có điểm chột dạ, hai mắt không tự chủ mà nhìn Âu Dương Noãn, ý tứ rõ ràng muốn hỏi phải làm sao bây giờ. Âu Dương Noãn tuy rằng rất ít nói chuyện, nhưng vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của hạ lão thái thái. Nàng nghe đến đó, bình tâm tĩnh khí nói, đúng vậy, chúng ta đến từ Kinh Đô. Chính là dọc đường đi có chút bị dọa sợ nên biểu tỷ ta mới nói không phải. Ừm, ta cũng nhìn các ngươi không giống người bình thường. Hai mắt hạ lão thái thái nhìn chầm chầm Âu Dương Noãn. Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh vừa nghe hạ lão thái thái nói vậy, trong lòng không khỏi âm thầm giật mình. Hiển nhiên người này cũng rất có hiểu biết, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra Lâm Nguyên Hinh nói dối. Biểu tỷ chuyện đã đến nước này chúng ta cũng liền ăn ngay nói thật. Huống chi vị lão phu nhân này vừa nhìn liền biết là người tốt, sẽ không nói lung tung đâu trấn an lâm nguyên hinh xong lại quay sang nói với hạ lão thái thái hạ lão phu nhân ta là tiểu thư quan gia trong kinh đô nay trong thành rối loạn nơi nơi đều không an toàn phụ thân ta sợ xảy ra chuyện không hay nên bảo ta cùng biểu tỷ đến bình thành tìm cô cô tránh một thời gian hạ lão thái thái chỉ cười không nói sao vậy ngài không tin lâm nguyên hinh sốt ruột nếu hai vị đã là tiểu thư quan gia sao lại không đi cùng gia nhân hạ lão thái thái hỏi âu dương noãn thở dài ban đầu vốn có nhiều hạ nhân đi cùng nhưng vừa ra thành liền rối loạn mấy chiếc xe rời đi không nói xe chúng ta cũng bị bọn loạn binh cướp đi rồi cho nên mới phải mướn tạm chiếc xe này hạ lão thái thái nghe xong không khỏi gật đầu lát sau nhịn không được liền hỏi nếu hai vị đã đến từ kinh đô vậy ta muốn hỏi thăm một người người nào âu dương noãn hỏi lại một mặt cân nhắc tâm tư đối phương người đó họ trầm. Hắn vốn là lệ bộ thượng thư, sau lại cáo lão hồi hương. Chỉ có một nữ tử, được cả đến trấn quốc hầu phủ làm phu nhân. Trong lòng Lâm Nguyên Hinh cả kinh, nếu không phải thấy Âu Dương noãn xẹt qua ám chỉ bằng ánh mắt thì thiếu chút nữa là nói ra trầm thị chính là mẫu thân của mình. Âu Dương noãn đương nhiên cũng thập phần kinh ngạc. Chính là nàng nhanh chóng ngăn lại khiếp sợ trong lòng, ổn định tinh thần, không nhanh không chậm nói, vị lễ bộ thượng thư đó tên là gì, hắn là Trầm Thương. Hạ lão thái thái chi tiết trả lời. Trầm Đại Nhân là như thế nào với ngài? Âu Dương Noãn truy vấn, muốn từ trong lời nói tìm được chút manh mối hữu dụng. Phu nhân của hắn là muội muội ta. Hạ lão thái thái thổn thức nói. Muội muội. Lâm Nguyên Hinh có chút kích động. Đúng vậy. Hạ lão thái thái gật đầu. Ngài, ngài có phải họ trương không? Lâm Nguyên Hinh rốt cuộc cũng không che giấu được kinh ngạc, bật thốt lên. Lời vừa ra Âu Dương Noãn liền biết hỏng rồi. Biểu tỷ tâm địa rất lương thiện, đối với người khác không có phòng bị. Mặc kệ vị lão thái thái này có phải là người thân thật hay không, trước hết bại lộ thân phận luôn không có lợi. Sao ngươi biết? Đối phương đột nhiên hỏi, hạ lão thái thái nhất thời sửng sốt. Ngài có phải hay không? Đúng vậy, ta họ trương, xuất thân từ trương gia tích tây. Nói như vậy các vị biết sao? Hạ lão thái thái không kịp nghĩ nhiều, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Trầm lão phu nhân là ngoại tổ mẫu của ta. Lâm Nguyên Hinh cười rộ lên, không nhịn được mà nói với Âu Dương Noãn, muội nói xem, chuyện này đúng là quá khéo mà. A, à, chuyện này sao có thể? Hạ lão thái thái nhìn chầm chầm Lâm Nguyên Hinh. Nghĩ rằng trách không được lại thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt mọi người thường nói ngoại tôn nữ sẽ giống ngoại tổ mẫu đứa nhỏ này nhìn qua quả thực có chút giống muội muội bà bộ dáng thật xinh đẹp cặp mắt to trắng đen rõ ràng cực giống muội muội khi còn trẻ khi cười rộ lên thật khiến người khác yêu thích ngoại tổ mẫu ngươi vẫn khỏe chứ hạ lão thái thái kích động vẫn tốt ngoại tổ mẫu vẫn khỏe lâm nguyên hinh cao hứng nói hạ lão thái thái vui mừng bắt lấy tay lâm nguyên hinh nhìn từ trên xuống dưới mặt mày đều kích động tay cơ hồ cao hứng mà run run âu dương noãn nhìn không biết vì sao trong lòng lại đột nhiên rất yên tâm lão nhân gia càng coi trọng tình thân thì khả năng bán đứng bọn họ càng nhỏ hơn nữa hạ gia cùng trầm gia dù sao cũng có quan hệ họ hàng cũng sẽ không chủ động tìm phiền phức sao có thể khéo như vậy a à? vậy hiện tại không cần đi tìm nữa cứ trực tiếp theo ta trở về Nhà của ta mặc dù không lớn nhưng thêm hai cô nương nữa vẫn còn dư dả. Hạ lão thái thái hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, bởi vì trước khi xuất giá bà cùng vị muội muội này cảm tình rất tốt. Nhưng sau bà lại gả cho một thương hộ, lại đến bình thành từ đó ít lui tới. Lúc này có thể nhìn thấy ngoại tôn nữ của muội muội, sao có thể không cao hứng. Nhưng rất nhanh hạ lão phu nhân lại không cười nữa, bởi vì bà đột nhiên nhớ ra, muội muội bà chỉ có một ngoại tôn nữ là trắc phi của hoàng trưởng tôn chẳng lẽ bà đột nhiên nhíu mày hài tử các ngươi đang tránh nạn sao đúng vậy chúng ta đang chạy nạn cho nên không thể trở về quý phủ cùng ngài vạn nhất mang đến phiền toái cho ngài vậy thì thật không tốt âu dương noãn vội vàng nói không sao hạ lão thái thái lắc đầu vừa rồi các nàng nói đi tìm cô cô nương tựa xem ra tất cả chỉ là nói dối bà sao có thể để ngoại tôn nữ của muội muội lưu lạc bên ngoài, huống chi đứa nhỏ này còn đang có thai. Từ giờ trở đi, các ngươi hãy theo ta. Có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng không động được đến các ngươi. Hạ lão thái thái có mặt mũi lớn như vậy sao? Trong lòng Âu Dương Noãn nghi hoặc, không biết vị lão thái thái này thần thông cỡ nào mà có thể hứa hẹn như vậy. Hạ lão thái thái cười cười không nói tiếp. Nhưng phần tự tin trên khuôn mặt kia, người nhạy cảm vừa thấy liền hiểu được lâm nguyên hình có chút do dự đừng lo chúng ta có thể tìm chỗ khác sẽ không quấy rầy đến lão thái thái hạ lão thái thái lắc lắc đầu hài tử ngốc bình thành tuy rằng an ổn nhưng hai người là nữ tử muốn đi đâu tìm chỗ trú chân khách điếm sao đó là nơi ở của tầng lớp thấp kém tuyệt đối không thể ở đó nếu nói ra ngoài mua một tiểu viện các ngươi hãy ngẫm lại xem phải giải thích thân phận của mình với người ta như thế nào? Chẳng phải càng khiến bọn họ hoài nghi sao? Như vậy chi bằng các ngươi hãy theo ta về, chỉ là không thể nói mình là thân nhân của ta. Chỉ cần nói các ngươi trên đường đã cứu ta, là tới Bình Thành nương nhờ nhà họ hàng. Lão Thái Thái, phải nói người thân nào? Nếu không tồn tại người này, người khác cũng sẽ hoài nghi. Trên mặt Âu Dương Noãn mang một tia sầu lo hạ lão thái thái tâm niệm vừa chuyển liền đã có chủ ý đến lúc đó hai người cứ nói mình là tỷ muội đến bình thành nương nhờ thiếu phu nhân nhà họ vương bên thành đông nói nàng là cô cô của hai người bọn họ muốn tra cũng tra không đến nhà kia nửa năm trước đã chuyển đi rồi hơn nữa thiếu phu nhân nhà họ vốn đến từ kinh đô chúng ta lại che giấu tốt một chút sẽ không khiến cho người ngoài nghi hoặc âu dương noãn không nghĩ tới hạ lão thái thái này lại suy nghĩ chu đáo như vậy nàng không khỏi có chút cảm động nhìn lâm nguyên hinh đã thấy đối phương nước mắt vòng quanh bà bà cảm ơn ngài hạ lão thái thái cầm lấy tay lâm nguyên hinh thấp giọng nói đứa nhỏ đáng thương nhà cao cửa rộng chưa chắc đã tốt lần này làm khổ ngươi rồi xe ngựa đi tiếp một ngày đường mãi đến nửa đêm mới đến bình thành hạ quản gia tự mình lái xe đến cửa hạ phủ kiến trúc hạ gia không lớn nhưng khắp nơi đều rất tỉ mỉ khắp nơi giăng đầy đèn đuốc xuyên qua như chức, hết thảy các hành lang đều là các vầng sáng mỏng manh long lanh. Hạ quản gia đi lên gõ cửa, chỉ chốc lát sau một nhóm ma ma nha đầu ra mở cửa. Người đứng đầu chính là đại phu nhân hạ gia Mao Thị. Vẻ mặt nàng kinh sợ đứng ở cửa nghênh đón hạ lão thái thái. Khi nhìn thấy Lâm Nguyên Hinh cùng Âu Dương Noãn đã đổi sang y phục hoa lệ thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc này cũng chỉ chợt lóe mà thôi, trong mắt dừng trên người Âu Dương Noãn, lão thái thái không phải xuất môn lễ phật sao như thế nào lại đem ngọc nữ bên cạnh quan âm mang về đây a nha ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy à mau thị chật chật lấy làm kỳ lạ sắc mặt hạ lão thái thái trầm xuống ta đã dạy ngươi như thế nào đứng ở cửa nói chuyện đây là đạo tiếp khách sao mau thị sửng sốt lập tức lấy lại phản ứng cười nói cũng do ta quá vui mừng thôi người đâu mau mời các vị vào trong một đường đi qua dẫn tới vô số ánh mắt tò mò, kinh diễm nhìn Âu Dương Noãn. Nàng lại không hề chớp mắt, một đường nâng Lâm Nguyên Hinh vào phòng khách. Vào trong, hạ lão thái thái phân phó đại phu nhân Mao thị cho người thu dọn Bích Tuyền Uyển để khách nhân ở. Mao thị sửng sốt, Bích Tuyền Uyển là biệt viện có phong cảnh đẹp nhất. Trong phủ có không ít người từng xin lão thái thái nhưng không thành công. Sao đột nhiên lại cho hai nữ tử lai lịch không rõ này vào ở? thế nhưng Mao Thị vẫn cười phân phó người đi quét dọn, lại ngầm bất động thanh sắc nhìn mấy người Âu Dương Noãn chăm chằm. Khi nhìn đến Âu Dương Tước thì Mao Thị cười nói, vị tiểu công tử này, công tử ở lại bích tuyền uyển cũng không tiện a. À. Hạ lão phu nhân gật gật đầu, thu dọn tàn khắc lâu bên cạnh bích tuyền uyển thu dọn một chút, để vị công tử này ở lại. Vâng. Hạ lão thái thái lại đối với người ngoài tốt vậy sao? Trong lòng Mao Thị hoài nghi, nhưng lại lo ngại nhiều người nên không dám hỏi. Hạ lão thái thái như nhìn thấu tâm tư Mão Thị, lạnh giọng nói, ba vị này là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không có bọn họ hôm nay ta cũng không còn mạng mà về đây. Cho nên bọn họ là khách quý của ta. Truyền lệnh xuống dưới, ngày thường bất luận kẻ nào cũng không được tới quấy rầy. Nếu ai dám bất kính với bọn họ, lập tức đuổi ra khỏi phủ. Trong lòng Mão Thị rùng mình, trên mặt gượng cười nói, không cần lão thái thái phân phó, đó là lẽ tự nhiên a." À. Nói xong không tự chủ được mà liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn một cái rồi mới xoay người đi sắp xếp. Thấy một màn như vậy, Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh không hẹn mà cùng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hạ lão thái thái phân riêng hai nha đầu nhất đẳng, bốn nha đầu nhị đẳng, tám nha đầu tam đẳng đến bích tuyền viễn chiếu cố Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh. Hai nha đầu nhất đẳng Lý Ngọc cùng Mai Hương là người bên cạnh lão thái thái mặt mày sáng sủa, trên người chỉ mặc y phục nha hoàng đơn giản thuần khiết, trên đầu chỉ có một cây trâm khảm ngọc châu trắng noãn. Nha đầu Như Lan là người đại phu nhân Mao thị phái tới, trên đầu là trâm có nhiều bông hoa nhỏ. Trên khuyên tai khảm hai viên trân châu, một lớn một nhỏ. Các nha đầu khác cũng đều khéo léo, sạch sẽ. Trên đầu là trâm mạ vàng hình thức hao hao nhau. Tay áo, cổ áo cùng viền áo đều theo đa dạng, thứ tự nhất, nhị, tam đẳng khác nhau. Âu Dương Noãn chỉ nhìn lướt qua hai nha đầu nhất đẳng liền đối với lão thái thái cùng đại phu nhân Mao Thị Hạ Gia có một chút nhận thức. Có nhiều chủ tử, liền có nhiều nha đầu, lời này đối với nơi này là nói thì đúng là như vậy. Ngày đầu tiên đến, Như Lan liền là một số chuyện không lớn không nhỏ. Nàng là nha đầu chủ tử Hạ Phủ Phái đến, đánh giá mấy người Âu Dương Noãn từ bên ngoài đến, lại không quen biết Hạ Lão Thái Thái nên có lòng muốn trước mặt bọn họ lập uy, như Lan nhìn thoáng qua Âu Dương Noãn, nhìn thấy nàng đang luyện chữ. Muốn nói đôi ba câu nhưng nhìn thoáng qua bộ dáng trầm tĩnh kia, có chút khiếp đảm vô cớ nên chỉ đành nói với Hồng Ngọc, "Tỷ tỷ, ta còn có chuyện không thể rời tay." vì ngươi đến phòng bên cạnh phòng Tiêu phu nhân mang một chén nước đến đây." Như Lan nói Tiêu phu nhân, chính là Lâm Nguyên Hinh. Nàng đang có thai nên liền nói phu gia họ Tiêu. Hồng Ngọc mỉm cười, nói, "Được." Trong phòng trà một bên bếp trà là nước dùng để pha trà, lại để thêm mấy ngăn tủ dựa vào tường dùng để đựng lá trà cùng dụng cụ pha trà. Đây là nơi chuyên cung cấp trà nước cho chủ tử các viện. Bọn nha đầu cùng ma ma trừ phi là có việc, nếu không sẽ không dễ dàng được vào đây. Hồng Ngọc vừa mới đi vào liền nhìn thấy một nha đầu cao lớn khỏe mạnh đang đổ nước từ một cái thùng nhỏ vào thùng chứa nước trong phòng, nói, trong này là nước trong ngọc tuyền trên núi, dùng để pha trà. Như Lan tỷ tỷ nói, nước trà này rất quý giá trăm ngàn lần đừng để một giọt rơi ra ngoài ngươi trăm ngàn lần hãy cẩn thận một chút nói xong liền bước đi hồng ngọc nhìn đối phương lại nhìn nước bên trong cơ hồ đã chạm đến miệng thùng sắc mặt không khỏi trầm xuống nàng sao không nhìn ra đối phương đang cố ý làm khó mình nói cái gì mà đừng để rơi một giọt nước đầy như vậy không tràn ra mới lạ lửa giận trong lòng hồng ngọc hơi hơi nhóm lên ngẩng đầu nhìn thấy Như Lan đang đứng bên ngoài nhìn mình, còn đắc ý cong khóe môi lên. Trong lòng Hồng Ngọc lại càng bất mãn, muốn đi qua lý luận nhưng nàng nghĩ nghĩ liền hiểu được dụng ý của Như Lan. Nếu nàng làm không được theo yêu cầu của Như Lan thì nàng ta sẽ kinh thường mình. Nói nàng không hiểu quy củ, đến lúc đó sẽ liên lụy chủ tử mất mặt. Nghĩ đến đây, Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng, đến bên cạnh tìm một cái muỗng nhỏ, sau đó cố hết sức lấy nước trong thùng đổ vào ấm nhỏ. Như Lan nhìn tình hình, không khỏi lắp bắt kinh hãi, liền bước vào nói, ngươi làm cái gì vậy? Hồng Ngọc buông ấm trà, mỉm cười nhìn Như Lan, nếu nước này ở quý phủ trân quý như vậy liền không thể lãng phí. Chủ tử chúng ta chỉ muốn ngâm vài chén trà, không cần lấy nhiều nước như vậy. Nàng đem ấm trà đặt trên bếp lò, chừng này là đủ rồi. Nói xong lại phản phất vô tình nói, chỉ là nước trên núi nào có trân quý như vậy đâu. Lúc tiểu thư chúng ta ở Kinh Đô, chỉ dùng tuyết trên hoa mai để ẩm trà. Tiểu thư nói nước trên núi vị quá nặng, nếu dùng để ẩm trà sẽ không còn giữ được hương vị vốn có của lá trà. Cho nên nước đó tốt nhất là dùng để mài mực thôi. Mặt như lan một mảng trắng mảng đỏ, lại không thể phản bác. Trong lòng thật sự không tin, nước suối trên núi chính là nước pha trà tốt nhất. Bình thường chỉ có hạ lão phu nhân mới có đại ngộ này, ngay cả đại phu nhân cũng chỉ dùng nước bình thường nha đầu hồng ngọc kia khẩu khí cũng thật lớn, sợ chỉ là khoác lác mà thôi. Nghĩ như vậy, trong ánh mắt như Lan lộ ra thần sắc hèn mọn, xem thường. Không riêng gì như Lan nghĩ như vậy, mỗi một nha đầu được phái đến đây đều nghĩ như vậy. Mới đầu bọn họ đều nghĩ Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh bất quá chỉ là ngẫu nhiên cứ hạ lão thái thái mới có vận khí tốt như vậy. Thậm chí có người còn nói các nàng không biết là từ đâu đến, giả mạo thiên kim quan gia mà thôi tuy rằng hạ lão phu nhân đã nghiêm lệnh nhưng bọn họ cũng không thật sự để trong lòng ngay từ đầu mai hương cũng nghĩ như vậy nhưng khi nàng nhìn cách hồng ngọc hầu hạ âu dương noãn nàng đã không còn nghĩ như vậy nữa bởi vì ngay ngày đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy hồng ngọc dùng khăn nóng bao tay âu dương noãn lại sau đó bưng thau đồng đến trong đó chứa đầy nước ấm nhẹ nhàng đem tay âu dương noãn đã được bao lại ngâm trong thau chờ khi nước lạnh lại đổi lượt khác cứ như vậy đổi ba lần nước đến khi hai mặt bàn tay các đốt ngón tay đều ấm áp trắng hồng mềm mịn mới bỏ khăn ra loại biện pháp chú trọng chăm sóc phần tay như vậy mai hương quả thực mới nhìn thấy lần đầu thấy những điều chưa hề thấy nàng lại không biết phần lớn thiên kim tiểu thư quan gia trong kinh đô đều là như thế đại công chúa thậm chí còn dùng sữa tươi mới nhất nếu chuyện này chỉ là chuyện nhỏ bình thường thì chuyện kế tiếp liền đủ để cho các nhà đầu hạ gia mở rộng tầm mắt Sáng sớm Hồng Ngọc lấy ra một cái tráp trang điểm cho Lâm Nguyên Hinh. Cái tráp chạm rỗng điêu khắc hoa hải đường phú quý, mỗi một đóa đều rất sinh động. Bọn nha đầu hầu hạ một bên còn chưa nhìn thấy bên trong đã cảm thấy cái tráp này đúng là tinh xảo. Âu Dương Noãn thu hết ánh mắt của mọi người vào mắt, nàng khẽ gật đầu với Hồng Ngọc. Hồng Ngọc liền hiểu ý mở tráp ra, thứ tự lấy ra ba cái hộp nhỏ bên trong ra. Trong hộp thứ nhất là một đôi hoa tai ngọc, những thứ Lâm Nguyên Hinh dùng đều là trân phẩm cho dù hạ gia có tiền cũng không có tư cách dùng như lan tuy rằng đi theo đại phu nhân cũng đã quen nhìn nhiều bảo vật nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy vật như vậy như lan mở to hai mắt nhìn cười nói tiểu thư đây là ngọc gì a à? nô tỳ chưa bao giờ gặp qua viên ngọc thuần túy như vậy âu dương noãn cầm lấy đôi hoa tai nhẹ nhàng đeo cho lâm nguyên hinh người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy màu xanh của viên ngọc giống như màu lá cây bồ đề âu dương noãn nhẹ nhàng nói bân quơ chỉ là phỉ thúy mà thôi. Như Lan dùng ánh mắt dò xét, muốn từ viên ngọc phỉ thúy tìm ra một chút tì vết. Nhưng bất luận cố gắng thế nào cũng không tìm được chút lấm tấm nào. Nàng ở trong viện phu nhân đã từng nhìn thấy phỉ thúy, biết vật như vậy rất quý báu nhưng phỉ thúy nếu không phải màu nhạt thì cũng là quá nhỏ. Muốn làm được một viên đều đặn thật sự rất khó, cho nên bình thường ngọc công phải dùng một loại tạo hình công phu tinh xảo để cố ý che đi những nơi tì vết. Bởi vậy Phàm là người giỏi phân biệt ngọc chất tốt hay xấu đều lấy hình thức tự nhiên vốn có mà bình phẩm. Hiện tại, đôi hoa tai phỉ thúy này có thể nói là tự nhiên hiếm có, là phỉ thúy cực phẩm. Đại phu nhân nhà chúng ta rất thích ngọc, nhưng cũng chưa từng có cái nào so được với cái này của tiểu thư a. Như Lan tán thưởng. Âu Dương loãng mỉm cười, từ cái hộp thứ hai lấy ra một đôi vòng ngọc. Đôi vòng này làm từ bạch ngọc thuần liêu, tuy rằng không giống phỉ thúy tiên diễm lục sắc nhưng ngọc chất cứng rắn, sáng bóng ánh nhuận, không hề có một chút tạp chất. Âu Dương Noãn đem vòng ngọc đưa cho Lâm Nguyên Hinh, nàng nhận lấy, yên lặng vuốt ve. Vòng ngọc này là hoàng trưởng tôn tặng cho nàng, nên khi nhìn thấy nó không khỏi xúc động sầu tư. Vì vậy liền bảo Âu Dương Noãn cất lại chỗ cũ. Sao phu nhân lại cất đi? Trong mắt như lan toát ra thần sắc giật mình. Lâm Nguyên Hinh cười nhẹ, cái này không thích hợp để mang. Lời này Như Lan nghe hoàn toàn không hiểu, Hồng Ngọc liền cười giải thích, phu nhân đang có thai, khí sắc không tốt. Áp chế không được ngọc khí, ngược lại sẽ khiến huyết sắc kém đi. Nói xong lại lấy từ trong hộp thứ ba đầy cho Ngọc một đôi vòng tay sang hô hồng khảm bảo thạch, nhẹ nhàng đeo cho Lâm Nguyên Hinh. Quan sát một lúc mới nói, phu nhân đeo cái này mới thích hợp. Dùng phỉ thúy hoặc trang sức là từ ngọc có thể khiến người ta càng thêm xinh đẹp, cũng có thể khiến người mang nó lộ vẻ mệt mỏi tái nhợt cho nên nữ tử hào môn quý tộc trong kinh đô khi có thai, trừ phi đối với ngọc khí có thiên vị khác, còn không bình thường sẽ rất ít đeo. Điểm này, như Lan sinh trưởng ở Bình Thành tất nhiên là chưa bao giờ được nghe qua. Lúc này, Mai Hương dân phấn, Hồng Ngọc lại cười nói, tiểu thư nhà chúng ta có của mình. Liền từ trong hành lý lấy ra một hũ bạch ngọc nho nhỏ. Mai Hương tò mò cầm lên xem, bên trong màu sắc dị thường tiên diễm, còn có một mùi hương mẫu đơn thơm ngát so với thứ hạ gia thường dùng thuần khiết hơn rất nhiều. Mai Hương không tự chủ được mà nhìn bên dưới hũ, không thấy triện ấn khắc danh liền tò mò hỏi, đây là phấn của tiệm nào? Hồng Ngọc mỉm cười, cầm lại hũ phấn, dùng móng tay nhẹ nhàng quét lên mặt phấn, sau đó đem bột phấn đặt vào lòng bàn tay. Vĩ chỉ chọn điểm từ trong chén nước một vài giọt hòa vào bột phấn sau đó dùng bần trang điểm nhẹ nhàng phủ lên hai má lâm nguyên hình. Chỉ qua vài chấm nhẹ hai má đã hồng hào, còn mơ hồ thoang thoảng mùi hương song mới nói phu nhân nhà chúng ta không dùng phấn bên ngoài bình thường đều mời trưởng quầy hạo nguyệt lâu trực tiếp đến phủ điều chế hạo nguyệt lâu không phải là nơi nổi tiếng số một số hai kinh đô về điều chế son phấn sao số tiền mua một hộp phấn cũng đủ chi phí ăn mặc hai năm của một gia đình bình thường đại phu nhân hạ gia cũng từng muốn phái người đi mua thế nhưng lại bị người ta nói mỗi một hộp đều đã có người đặt trước thứ không thể bán Mai Hương cùng Như Lan liếc nhìn nhau, đều thấy trong ánh mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Nhất là Như Lan, nàng ta nhìn Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh, trong ánh mắt không tự chủ mà thêm một chút kính sợ. Mặc kệ hai nữ tử này đến từ đâu, y phục, cách nói chuyện, thói quen sinh hoạt, cách ăn uống đều vượt xa tưởng tượng. Như Lan ẩn ẩn cảm thấy hai người kia chỉ sợ có thân phận không tầm thường. Liên tưởng đến thái độ nghiêm túc khác thường của lão thái thái, tươi cười trên mặt như lan lập tức sáng lạng hắn lên hầu hạ cũng càng thêm ti mỹ dụng tâm chờ như lan cùng các nha đầu khác ra ngoài lâm nguyên hinh liền kỳ quái hỏi mãn nhi muội hôm nay làm sao vậy sao đang em đẹp tự dưng lại lấy cái tráp đó ra lúc âu dương mãn xuất môn có chút vội vàng hành lý gì đều không mang chỉ có một thân hoa phục kia những thứ này vốn là của lâm nguyên hinh vì nguyên nhân đó nên mặc dù khó khăn âu dương mãn cũng chưa từng có ý niệm đụng đến mấy thứ này hiện tại lại đột nhiên lấy ra, tự nhiên là có dụng ý khác. Âu Dương Noãn mỉm cười, thế nhân đều nói mắt chó nhìn người thấp. Nếu chúng ta một mặt giấu tài, vừa đánh mất thân phận lại vừa bị những người này kinh thường. muội làm vậy, chẳng qua là muốn cảnh cáo, để bọn họ phải cẩn thận hơn thôi. Lâm Nguyên Hinh gật gật đầu, mấy ngày nay nàng nhìn thái độ của bọn nha đầu liền hiểu được. Nếu cứ ẩn nhẫn, chỉ sợ không thể ở nơi này được quá lâu. Lúc này, Hồng Ngọc lặng lẽ nói, "Tiểu thư, nô tỳ vừa lặng lẽ đi theo Như Lan." Quả nhiên nàng đang hướng đến viện đại phu nhân. Thái độ của đại phu nhân Mao thị đối với Lâm Nguyên Hinh cùng Âu Dương Tước đều là ôn hòa, nhưng đối với Âu Dương ngoãn lại đặc biệt nhiệt tình. Mỗi ngày đều đến đây ngồi một lát không nói, mỗi lần đến đều nhìn chằm chằm Âu Dương ngoãn. Loại ánh mắt này khiến Lâm Nguyên Hinh có chút sợ hãi, nàng nghe Hồng Ngọc nói xong không khỏi nắm chặt lấy tay Âu Dương ngoãn ta vẫn cảm thấy ánh mắt nhìn mùi của vị đại phu nhân này hết sức dọa người. Noãn nhi, mùi phải cẩn thận. Âu Dương Noãn nghe vậy thì sửng sốt, nghĩ tới ánh mắt quá mức nóng bỏng kia của Mao Thị thì không khỏi gật gật đầu. Buổi chiều lúc Âu Dương Tước đến liền đem những tình hình nghe ngóng được giảng lược nói sơ một lần. Âu Dương Noãn đoán không sai, hạ gia này xác thực không phải thương hộ bình thường. Hạ lão Thái Gia đã mất chẳng những ở Bình Thành náo nhiệt phồn hoa có được một số lượng lớn tử lâu, khách điếm, thực tứ, trà phường, viễn ngự. Mà vài huyện phụ cận cũng có không ít khế đất thuộc danh nghĩa hạ phủ. Rất nhiều tỉnh ngoài Bình Thành cũng có vô số vật nghiệp. Hạ gia không chỉ có thước thương không đếm được, đồng thời trong dòng họ còn có tài chi sĩ hay khổng võ chi phu vào triều làm quan. Mỗi khi hạn hán lũ lụt hoặc mùa màng thất thu liền hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình mở kho lương cứu tế dân chúng. Danh vọng ở Bình Thành vượt xa quan viên ở đây người nhà hạ gia cũng không mấy phức tạp. Hạ lão phu nhân chỉ có hai người con trai. Đại lão gia hạ thuận quân nay là chủ hạ gia. Đại phu nhân mau thì các nàng đã được gặp qua. Dưới bọn họ có một nam một nữ, trưởng tử hạ vũ nhiên nghe nói là một đại phu, suốt ngày ở trong y quán không về nhà. Nữ nhi hạ gia tranh là tiểu thư khuê các điển hình, chân không ra khỏi nhà. Ngoài hai người này còn có một nghĩa tử hạ gia thịnh, hiện đang giúp đỡ quản lý hạ gia. Dưới gối nhị lão gia Hạ Nam Bình cùng nhị phu nhân Uông thị có một nữ nhi Hạ gia Như, một nam tử Hạ Vũ Sinh, còn có một thứ nữ Hạ gia Hoang. Mấy người Âu Dương ngoãn đến mấy ngày nay, nhị lão gia Hạ gia cùng nhị phu nhân đã mang theo tử nữ về hạ thọ mẫu thân Uông thị, hiện không ở trong phủ. Tỷ tỷ, Hạ Vũ Sinh kia nghe nói là một tên ăn chơi. Hai tỷ nếu gặp hắn nhất định phải tránh xa một chút. Nếu không tránh được chúng ta liền ra ngoài ở. Âu Dương tước nhắc nhở. Âu Dương noãn cười lắc lắc đầu, không thể nói như vậy. Chúng ta ở đây, ngược lại không dễ bị người khác chú ý nếu ra ngoài thuê chỗ ở, trên khế ước phải viết như thế nào. Danh chương đệ có hay không? Chỉ hỏi hai ba câu đơn giản chỉ sợ liền lộ ra sơ hở. Âu Dương Tước cũng biết đạo lý này nhưng vẫn còn lo lắng tên Hạ Vũ Sinh. Nhưng Âu Dương noãn lại không mấy chú ý đến tên ăn chơi kia. Nàng tinh tế nghĩ nghĩ, mỉm cười hỏi Lâm Nguyên Như, biểu tỷ, tỷ có thấy hạ gia này có chút kỳ quái không? Kỳ quái thế nào? Âu Dương Noãn hơi nghiêng đầu, hoa tai xanh ngọc cũng nhẹ nhàng lay động, đại lão gia cùng đại thiếu gia đều ở bên ngoài, chúng ta tự nhiên không gặp được. Nhưng lão phu nhân nếu đã để chúng ta diện kiến đại phu nhân, vì sao lại không hề đề cập đến vị đại tiểu thư hạ gia? Hơn nữa chúng ta ở đây đã hai ngày, đại phu nhân mỗi ngày đều ghé qua nhưng chưa từng mang theo vị đại tiểu thư này. Điểm này có chút không hợp lý, không phải sao? Âu Dương Tước nghe đến đó, ánh mắt hơi ngưng trọng, thấp giọng nói, tỉ tỉ, nói đến mới nhớ. Vị đại tiểu thư này đúng là có chút kỳ quái. Không riêng gì chúng ta chưa gặp qua vị đại tiểu thư hạ gia này. Nghe nói ngay cả bọn nha đầu trong phủ cũng chưa từng gặp qua. Chạng vàng, Âu Dương Noãn mới vừa đi ra bích tuyền uyển, còn chưa đến cửa hoa viên đã thấy một con chó nhỏ lông tuyết trắng lao thẳng đến chân nàng, cuốn quyết vây quanh lấy. Đây là sủng vật hạ lão thái thái nuôi dưỡng, Âu Dương Ngoãn nghe người khác gọi nó là Linh Phong. Hồng Ngọc ngồi xổm xuống, ông lấy nó, tiểu thư, con chó nhỏ này thật đáng yêu. Sau đó nhẹ nhàng chỉ chỉ cái mũi nó, có đúng không tiểu thư? Âu Dương Ngoãn mỉm cười nhìn. Linh Phong dùng miệng cọ vào sim y Hồng Ngọc, nhưng trong giây lát nó liền dừng động tác thân thiết này lại lông trắng dựng đứng lên hướng phía sau lưng hồng ngọc gừ một tiếng hồng ngọc còn chưa kịp phản ứng âu dương noãn đã theo hướng nó kêu nhìn qua liền thấy trên hành lang cách đó không xa có một lão phụ xấu xí mặt của người đó dưới bóng cây nên không thấy rõ lắm chỉ thấy một đầu tóc bạc cùng đôi mắt trắng giả lúc này đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm âu dương noãn ngay trong nháy mắt kia âu dương noãn lắc bắc kinh hãi nàng cơ hồ hoài nghi mình đang nhìn thấy rốt cuộc là người hay là quỷ Hồng Ngọc khó hiểu quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời bị kinh hắc. Nàng một tay ôm Linh Phong, một tay bịt lấy miệng, cả người run run bất động. May mắn ngoài cửa viện có một nha hoàng bước đến, còn nữ nhân kia liền quay người biến mất trong rừng cây. Âu Dương Tiểu Thư, ngài làm sao vậy? Người đến là nha đầu lục la phụ trách chăm sóc Linh Phong bên cạnh lão phu nhân. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc thất thần đang nhìn chầm chầm phía rừng cây của Âu Dương Noãn cùng Hồng Ngọc nên không tự chủ được mà hỏi, Tiểu thư, ngài, ngài có thấy người đó không? Hồng Ngọc chỉ tay vào chỗ lão phụ kia vừa đứng, nửa ngày mới nói nên câu. Âu Dương noãn gật gật đầu, lúc này mới phát giác trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, lục la, trong phủ có phụ nhân nào mặc luôn u sầu, nhìn khá đáng sợ, trên trán còn có một vết sẹo không? Không có, lục la lộ ra biểu tình kỳ quái. Hay là có người nào mới tới mà ngươi không biết? Âu Dương noãn nâng ánh mắt lên, nhìn chầm chầm nơi lão phụ kia biến mất lục la lắc lắc đầu buồn bực nói phủ chúng ta có một số vú già thô thiển chuyên ở phòng bếp nấu cơm giặt đồ nhưng bọn họ đều bình thường trên mặt cũng không có sẹo phủ chúng ta sao có thể dùng người có tì vết chẳng phải sẽ dọa đến chủ tử sao đây cũng chính là điều âu dương Ngoãn cảm thấy kỳ quái mặc kệ là nhà như thế nào khi chọn hạ nhân đều tìm người chỉnh tề sao có thể tìm một người có diện mạo đáng sợ như vậy cho dù có là vú gia thô thiển cũng không có khả năng tùy tiện chạy đến hậu viện của các phu nhân tiểu thư nhưng nhìn bộ dáng lục la lại không giống như đang nói dối âu dương noãn liền mỉm cười nói hồng ngọc đem phong linh giao lại cho lục la đi lục la ôm lấy phong linh vui mừng cảm tạ rồi xoay người rời đi hồng ngọc nhìn âu dương noãn nói tiểu thư chúng ta đều tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia sao có thể nói là hoa mắt chứ tất nhiên không phải nhìn lầm. Có lẽ, hạ gia không hề thiếu bí mật. Âu Dương noãn cười, lại lạnh nhạt như có như không. Bích tuyền uyển vào đông ánh dương vẫn thản nhiên theo cửa sổ chiếu vào, qua một lớp giấy lại mỏng manh giống như ánh sáng ngọc lưu ly. Trên án để một pho tượng quan âm, tư thái ung dung, mặt mày đôn hậu. Vừa nhìn liền thấy hiền lành, từ bi phổ độ chúng sinh. Trên ghế Lâm Nguyên hình đang ngồi theo yếm trẻ con, cái yếm màu đỏ quả lựu, liền dùng chỉ vàng theo trăm tử trăm phút đa dạng. Mỗi một đường chỉ đều thể hiện tình cảm tha thiết của người mẹ dành cho đứa nhỏ trong bụng. Âu Dương noãn ngồi một bên đọc sách, còn Hồng Ngọc đi tới đi lui sửa soạn trong phòng. Cảnh tượng an bình hài hòa. đúng lúc này, Hồng Ngọc đột nhiên phát hiện ngăn kéo đựng trát trang sức hơi xê dịch một chút. nàng kéo ra, trang sức vẫn còn nhưng chiếc khăn tay bọc trang sức lại không thấy đâu. Hồng Ngọc hơi hơi trầm tư một lát liền quay đầu hỏi tiểu thư ngài có phân phó ai khác lấy trang sức ra sao? Âu Dương Noãn ngẩn đầu lên, trong mắt hơi hơi lộ ra kinh ngạc, không có. Kỳ quái, ngăn kéo hình như bị ai đó động qua. Lâm Nguyên Hinh mỉm cười dịu dàng, tùy ý nói, Hồng Ngọc, có phải ngươi mở ngăn kéo mà không nhớ không? Hồng Ngọc thầm nghĩ cảm thấy kỳ quái chính là điểm này. Nàng mỗi lần lấy trang sức luôn cẩn thận đóng ngăn kéo lại. Đây là có chuyện gì? Nàng hoang mang lắc đầu, chẳng lẽ do hôm nay mệt mỏi quá nên đã sơ sót. Âu Dương Noãn biết Hồng Ngọc bản tính trầm ổn, cho nên nghe xong những lời này cũng cảm thấy kỳ quái liền hỏi, thiếu cái gì sao? Hồng Ngọc lắc đầu, không có. Cái khăn kia cũng không phải của tiểu thư, chỉ là nàng nhàn rỗi nên theo một cái thôi. Nếu là thiếu một vật gì đó thì mới bình thường, đằng này thiếu nhưng lại như chẳng thiếu thứ gì. Cái này giống như có người đang âm thầm theo dõi hoặc là đã nổi lên nghi ngờ với các nàng cuốn sách trong tay âu dương noãn chậm chạp lật sang trang mới lâm nguyên hinh liền cười nói các ngươi nha chính là suy nghĩ quá nhiều chắc là hồng ngọc không đóng chặt nhưng lại quên mất lâm nguyên hinh luôn đơn giản hóa mọi vấn đề như vậy tất nhiên rất dễ bị lừa nhưng đồng thời cũng ít phiền não hơn rất nhiều âu dương noãn nghe vậy liền cười nói muội cũng nghĩ như vậy hồng ngọc còn muốn nói nữa nhưng âu dương noãn lại ngầm lắc đầu ý bảo không cần nói thêm gì nữa tiểu lâu hạ phủ đêm đến. Mao thị một mình đi vào tiểu lâu. Sau khi cho lui phụ nhân vừa già vừa xấu trong coi ngoài tiểu lâu, thì một mình bước vào phòng. Bên trong thắp rất nhiều đèn, chút quan nhu hòa ấm áp, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Trong phòng trang trí hoa mỹ, khắp nơi xa hoa, hiển nhiên là khuê phòng của một tiểu thư. Mao thị nhìn thoáng chung quanh, thử thăm dò, gia tranh. Gia tranh. Không ai trả lời, Mao thị thở dài, cẩn thận đóng cửa lại rồi ngồi bên cạnh bàn, lặng lặng đợi. Không bao lâu sau, cửa bị đẩy mạnh, trong phòng lập tức tối đen như mực, chút quang bị gió thổi tắt. Mao Thị cũng đã quen với điều này nên không hề giật mình mà chỉ đứng lên, gọi một tiếng, tranh nhi. Một bóng người tiến vào, quang vật trong tay lên bàn. Mao Thị một lần nữa đốt nến lên, trên mặt bàn rõ ràng là một chiếc khăn tay theo mẫu đơn. Mao Thị vừa muốn cầm lên xem thì lại bị một bàn tay mềm ngăn lại từ đã thanh âm khàn khàn mà lãnh khóc vô cùng khiến người ta khó mà tin được chủ nhân của nó cùng chủ nhân của bàn tay mềm nhẹ kia là cùng một người mau thị nâng mắt lên nhìn chăm chú ta muốn nàng làm thế thân của ta ngay lập tức càng nhanh càng tốt người hãy lập tức làm giúp ta thanh âm khàn khàn bỗng chốc biến thành sắc nhọn quanh quẩn trong phòng một chút khó xử cơ hồ không thể thấy xẹt qua mặt mau thị tranh nhi nàng là ân nhân cứu mạng của lão thái thái. Cái này có chút. Ta mặc kệ. Trước kia người nói không tìm thấy người thích hợp. Hiện tại có người lại ra sức khước từ. Bàn tay mềm nhẹ chỉ vào cái khăn kia, quả quyết, không có phép Mao Thị từ chối. Mao Thị dừng một chút, nói, ngươi đừng vội, để từ từ mẫu thân nghĩ cách. Hôm sau, khi dùng xong bữa trưa Âu Dương Ngoãn cùng Lâm Nguyên Hinh tản bộ trong sân sau một lúc lâu thì thấy một nha đầu vội vã chạy tới nói với âu dương noãn âu dương tiểu thư nô tỳ là ngọc trâm hầu hạ bên cạnh đại phu nhân đại phu nhân chúng ta muốn mời ngài giúp đỡ viết một ít chữ ngài xem hiện tại có thời gian hay không lâm nguyên hinh nhíu mày giữ chặt tay âu dương noãn nói noãn nhi âu dương noãn vỗ vỗ tay lâm nguyên hinh trấn an nhẹ giọng nói không sao muội đi một chút sẽ trở lại ngay âu dương noãn đi theo ngọc trâm kia dọc đường đi nha đầu ma ma đi tới đi lui náo nhiệt vô cùng nhưng vào đến nơi bên trong lại lặng ngắt như tờ chỉ có vài nha hoàng áo xanh đứng trên hành lang âu dương noãn cảm thấy khác thường liền bảo ngọc trâm đi vào thông báo ngọc trâm vén rèm lên bước vào rất nhanh đã đi ra bên lão thái thái có khách đến nên đã gọi đại phu nhân qua đó âu dương noãn nói nếu đại phu nhân không ở đây vậy ta về trước ngọc trâm nhanh nhẹn cười nói không cần không cần lúc đại phu nhân đi có nói mời ngài ở đây chờ một chút bên trong trà điểm tâm đều đã được chuẩn bị âu dương noãn ngưng thần liếc mắt nhìn quanh viện thấy thế nào cũng không giống chính viện của đại phu nhân có chút giống như phòng dành cho khách nhân nàng càng nghĩ càng thấy kỳ quái lúc này ngọc trâm đã bước nhanh đến bên ngoài rất lạnh tiểu thư đừng đứng ở đây mau vào đi thôi vừa nói vừa lôi kéo âu dương noãn vào phòng sau đó liền đi ra ngoài Âu Dương Noãn nhìn phòng khách không có người ngoài, thầm nghĩ có lẽ bản thân đã quá đa nghi. Dù sao cũng tới làm khách nhà người ta, có một số việc cũng không nên nói thêm nhiều. Huống chi cũng có Hồng Ngọc bên cạnh, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy nàng liền kiên nhẫn ngồi xuống chờ Mao Thị. Thời gian nửa chén trà trôi qua, chợt nghe tiếng nha đầu bên ngoài vọng vào, mời Phương Công Tử vào đây chờ. Tiếp theo nha đầu đó liền nâng mành, một nam tử thân hoa phục bước vào. Âu Dương Noãn cùng Hồng Ngọc đều lắp bắp kinh hãi. Hồng Ngọc nhanh chân che chắn trước người Âu Dương Noãn, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Nhưng không biết vì sao thân hình Hồng Ngọc đột nhiên cứng đờ. Âu Dương Noãn liền nhận ra có điều khác thường. Nàng vốn đang cúi đầu, lúc này ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt. Dương quang bên ngoài cũng vừa vặn chiếu vào, hắn đang đứng ngược sáng. Ánh mắt của nàng nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng mãnh liệt phải hơi hơi hít mắt lại mới có thể nhìn rõ diện mạo người đối diện. Nam nhân tiếu gia đại đa số đều nhận được những di truyền tốt đẹp, đều là cao lớn mà anh Tuấn. Nam nhân trước mặt này, rõ ràng có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Mắt phượng hơi xếp, lông mày dày đậm, đôi con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy. Ngay cả mũi cũng cao thẳng rõ ràng, môi mỏng hoàng mỹ. Hắn một thân vân cẩm trang hoa màu lam, hoặc nhìn liền thấy phong độ, khí chất xuất chúng một khắc kia, Âu Dương Noãn rất muốn hỏi một câu, Minh quận Vương Điện Hạ, ngài không phải là đang ở trên chiến trường chỉ huy thiên quân vạn mã sao? Như thế nào lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây? Với lại, nếu lúc nãy nếu nàng không nghe nhầm thì nha đầu kia vừa rồi gọi hắn là Phương Công Tử. Ánh mắt Âu Dương Noãn bất giác nổi lên ý cười vân đạm phong kinh. Đôi mắt đẹp nửa mở, lông mi cong dày đem gợn sóng xảo dịu che giấu thật sâu trong đáy mắt. Nàng cố ý thất kinh mở miệng, sắm vai một nữ tử nhu nhược khiếp đảm, người nào lại lớn mật như vậy. Tiếu trọng hoa hơi nheo hai mắt lại, quan mang trong đáy mắt khiến người ta khó có thể phỏng đoán tâm tư của hắn. Hai tay hắn chấp lại thành quyền, khẽ cúi người xuống phía trước, mỉm cười nói với Âu Dương Noãn, xin thứ lỗi, đã quấy rầy đến tiểu thư. Thanh âm như ngọc ấm sinh hương, ôn nhuận rõ ràng. Nói xong hắn lập tức bước nhanh ra ngoài, thấp giọng trách cứ nha hoàng, trong đại sảnh có một vị tiểu thư ngươi sao lại không nói trước một tiếng. Âu Dương Noãn ở trong phòng, ngưng thần nghe nha đầu bên ngoài liên thanh xin tha tội. Lát sau Tiếu Trọng Hoa đã đi xa Ngọc Trâm mới đỏ mắt tiến vào, nức nở nói, Âu Dương Tiểu Thư là Tiểu Nha đầu bên ngoài không biết nên đã để người ngoài vào. Cũng tại Nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, Ngài trừng phạt Nô tỳ đi. Âu Dương Noãn cười nhẹ, ngoài ý muốn thôi. Nếu Đại Phu Nhân vẫn chưa về, ta liền đi trước nói xong không để ý ngọc trâm liều mạng giữ lại liền mang hồng ngọc nhanh chóng rời phòng khách trên đường vẫn mơ hồ nghe thấy ngọc trâm đang kêu ở phía sau nàng cũng làm như không để ý tiếu trọng hoa vì sao đột nhiên xuất hiện ở hạ gia hạ đại phu nhân vì sao lại sắp xếp để nàng cùng hắn gặp mặt có phải bà ta đã biết thân phận của các nàng nên mới cố ý thử không nhất định có chỗ nào đó không đúng nếu các nàng đã bị lộ Tiếu Trọng Hoa cần gì phải thay đổi thân phận Vô số vấn đề quẩn quanh trong đầu Âu Dương Noãn Lặng lẽ biến thành một mớ hỗn độn Hết phần 25 Mời các bạn đón nghe phần 26